Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 97. Ngô Bình rất ngạc nhiên, hóa yêu đan. Huyền Đô lão tổ, đúng thế, nhờ vào hóa yêu đan, yêu giới đã chiêu mộ 1 tỷ binh lính từ loài người, từ đó càn quét tam giới, ngay cả thần tộc cũng phải đàm phán hòa bình với chúng. Ngô Bình, sau đó thì sao, đám yêu binh này vẫn còn ở yêu giới sao? Huyền Đô lão tổ, sau đó thần tộc và loài người hợp sức với nhau tấn công yêu tộc, tất cả cường giả có thể luyện chế hóa yêu đan. Không còn hóa yêu đan, yêu binh yêu giới dần bị tiêu diệt hết, hiện nay chỉ còn chưa đến ngàn vạn, thực lực giảm đi rất nhiều. Ngô Bình, thế nên lần này yêu giới đến đại lục Côn Luân có khả năng là muốn hiểu rõ lại thầy luyện đan của hóa yêu đan. Huyền Đô lão tổ, mấy năm trước ta nghe được tin tức nhưng không thể xác nhận là thật hay giả, bây giờ xem ra 80-90% là thật. Phiêu Miểu đạo quân, Huyền Bình, con cũng là thầy luyện đan giỏi, con có thể luyện chế hóa yêu đan này không? Ngô Bình, luyện chế loại đan dược thay đổi thể chất con người này cũng không dễ, hơn nữa cần dùng đến vài nguyên liệu đặc biệt, dù con có thể luyện chế, chỉ sợ không tìm được những tê nguyên liệu đặc biệt kia. Lão tổ Huyền Đô, Huyền Bình, vậy có cách nào có thể hóa giải hiệu quả của hóa yêu đan không? Hóa giải sao? Ngô Bình ngẫm nghĩ, theo lý thuyết thì thật ra yêu hóa đan là một loại độc dược, những yêu nhân đó gần như đã trúng yêu độc, chỉ cần là độc thì có thể giải, nhưng vấn đề là trong tay con không có hóa yêu đan, không thể phá giải được. Huyền Đô lão tổ cười nói, ta lại có một ít. Ông ấy lấy một cái bình nhỏ rồi mở ra, bên trong có 10 mấy viên đan dược lớn. Nhìn thấy những đan dược này, Ngô Bình động tâm, anh lấy một viên ra rồi nuốt xuống. Huyền Bình, Phiêu Miểu đạo quân hoảng hốt vội ngăn lại nhưng đã muộn rồi, Ngô Bình đã uống viên đan dược. Huyền Đô lão tổ cười nói, đồ nhi, con đừng lo, nếu Huyền Bình đã dám uống thì chứng tỏ nó không sợ yêu độc. Ngô Bình cười, sư tổ nói đúng đấy ạ, con không sợ yêu độc. Nói rồi anh nhắm mắt lại, cảm giác đường đi của dược lực trong cơ thể và đặc điểm của các loại dược lực khác nhau. Hơn 15 phút sau, anh mới mở mắt ra cười nói, hóa yêu đan này thật sự siêu phàm, bên trong có một loại năng lượng đặc biệt, có thể thay đổi thể chất của con người. Nếu con đoán không lầm thì chắc hẳn hóa yêu đan cũng không khác mấy, tỉ như con uống viên này, chính là hóa yêu đan của sói yêu, uống xong, con sẽ biến thành người sói. Huyền Đô lão tổ gật đầu, đúng thế, đây chính là sự lợi hại của hóa yêu đan. Năm đó yêu giới có 10 đại yêu soái, chỉ huy 1 tỷ yêu binh, trong đó có một người là lang thần, những yêu binh dưới quyền chỉ huy của hắn đa phần đều là người sói. Ngô Bình, sư tổ, có thời gian rảnh con sẽ nghiên cứu, chắc có thể tìm được cách giải. Phiêu Miểu đạo quân, Huyền Bình, nếu phá giải thành công, con người sẽ thế nào? Ngô Bình, nếu phá giải thành công, năng lượng của yêu tộc sẽ bị hấp thu và luyện hóa, không còn bị nó khống chế nữa. Như thế chúng ta mới có thể biến yêu binh thành những chiến sĩ mạnh mẽ của con người. Phiêu Miểu đạo nhân cười nói, như vậy thì tốt quá. Sư tôn, con nói Huyền Bình chắc chắn có cách mà. Lão tổ Huyền Đồ cũng rất vui nói, học trò của học trò ta đúng là quá giỏi. Ông ấy bỗng hỏi, con đã nghiên cứu thứ lần trước ta đưa con chưa? Ngô Bình nhớ ra lão tổ Huyền Bình đã tặng anh một chiếc nhẫn ngọc, bên trong có động thiên, trong động thiên có một cánh cửa. Nói là kế hoạch bí mật gì đó nhưng anh bận mãi mà chưa nghiên cứu thử xem, chiếc nhẫn ngọc cũng bị vứt vào động thiên rồi để đó. Anh nói, sư tổ, con chưa xem kỹ. Huyền Đô lão tổ, ừ, bây giờ thực lực của con đã không thua kém gì đạo quân rồi, có thời gian thì nghiên cứu một chút, sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ngô Bình, vâng. Lão tổ Huyền Bình, được rồi, hai ta đừng làm phiền con nữa, gặp nguy hiểm thì cứ lấy bùa ngọc ra, ta sẽ đến ngay. Tiễn Huyền Đô và Phiêu Miểu đi, Ngô Bình tiếp tục tiếp đón vài tu sĩ đến thăm. Những người này đều nhìn thấy hoặc nghe nói đến chuyện Côn Luân kiếm cung đánh bại hang vạn yêu, đa phần đều đến nghe ngóng tin tức. Đến buổi chiều, Ngô Bình lấy chiếc nhẫn ngọc ra, hôm nay Huyền Đô lão tổ nhắc nên anh quyết định vào trong xem thử rốt cuộc kế hoạch bí mật là gì. Anh đặt chiếc nhẫn ngọc lên bàn, sau đó đi vào động thiên. Trong động thiên có một cánh cửa phát ra ánh sáng sặc sỡ 9 màu. Anh do dự một lúc rồi sải bước đi vào cánh cửa ánh sáng. Ngay khi cả người bước vào cánh cửa, cơ thể anh cảm nhận được một cơn đau như xé cả người ra, cơ thể trở nên yếu ớt, nằm dạp xuống đất bất động.
anh muốn cố gắng mở mắt ra nhưng không lâu sau đã ngất đi. Không biết qua bao lâu, trong đầu anh loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang nói chuyện. Chị, anh ta còn ngủ bao lâu nữa? Một cô gái trẻ hỏi. Một người phụ nữ khác, không biết, thông thường phải ngất từ 1 đến 3 tháng, nhưng cũng có người tỉnh lại trước. Chuẩn bị thuốc đi, một khi anh ta có tri giác thì lập tức cho anh ta uống. Ngô Bình dần hồi phục ý thức, anh cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt rất nặng như thể bị đính thứ gì đó lên. Lúc anh cố gắng mở mắt, mũi phát ra âm thanh rất khẽ. Tiếng động này thu hút sự chú ý của hai cô gái, một người nói, trời ạ. Anh ta tỉnh rồi, mới chỉ 1 ngày thôi, sao có thể. Một người khác, xem ra, có một nhân vật lợi hại đến chỗ chúng ta rồi. Sau đó Ngô Bình cảm thấy có người lật mí mắt của anh lên, tia sáng chói mắt chiếu vào đồng tử anh khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Người phụ nữ đó nói, thích ứng nửa tiếng là ổn. Nói là nửa tiếng nhưng chưa đến nửa phút thị lực của Ngô Bình đã trở lại bình thường, anh phát hiện mình đang ở trong một căn nhà bằng đất, tường được xây bằng gạch nung, mặt tường đầy những lỗ lớn nhỏ, nền đất rất lạnh, đó là đất bùn nhưng đã được quét rất sạch sẽ. Anh nhìn thấy một người phụ nữ 21, 22 tuổi, bề ngoài rất bình thường, mắt một mí, lông mi khá dài, mặt đỏ hây hây như thể thường xuyên phơi nắng. Bên cạnh là một cô gái 17, 18 tuổi. Rất thanh tú, làn da trắng nõn. Cô gái kinh ngạc nhìn anh hỏi, anh có thể nhìn thấy chúng tôi sao? Ngô Bình nghe họ nói, đó là một ngôn ngữ đặc biệt của con người nhưng anh có thể nghe hiểu, thậm chí trong đầu còn lập tức biết cách diễn đạt bằng ngôn ngữ này, anh há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại bị nghẹn. Cô gái có làn da trắng nhanh chóng bưng một bát nước đến, là một cái bát sứ cũ, có hàng chục góc cạnh bị sứt mẻ và có vài chỗ được sửa lại. Làn nước ngọt chảy vào cổ anh nuốt xuống, cứ thế cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn nhiều, anh nói. Ánh mắt người phụ nữ sáng rực, anh hiểu được chúng tôi nói gì. Tốt quá. Ngô Bình cảm thấy cả người không có sức lực, anh không thể đứng lên bèn hỏi, đây là đâu? Các cô là ai? Người phụ nữ cười nói, nơi này là Đại Lục Thương Huyền, một thế giới bản sao của chư thánh thượng, nó giống hệt với thế giới nguyên bản. Ngô Bình, thế giới bản sao? Người phụ nữ gật đầu, đúng thế, thiên đạo ở đây là hoàn hảo. Cả người Ngô Bình run lên, thiên đạo hoàn hảo. Các cô thì sao, là tu sĩ nơi này à? Người phụ nữ, bọn tôi là người bình thường lớn lên ở đây, chịu trách nhiệm kéo những người mới như các anh ra khỏi Hồng Ni Trạch. Ngô Bình, Hồng Ni Trạch, đó là đâu? Người phụ nữ, trước tiên đừng hỏi nhiều thế, anh mau nghỉ ngơi trước đi. Cô gái lại lấy thêm nước đút cho anh, uống được mấy bát nước, Ngô Bình dần khôi phục sức lực, anh tự mình ngồi dậy. Anh hỏi người phụ nữ, xưng hô thế nào đây nhỉ? Người phụ nữ, gọi tôi là Hồng Mai, đây là Bạch Mai, em gái tôi, sau này cậu cứ gọi tôi là chị Hồng Mai. Ngô Bình, hình như cô mới chỉ 21, 22 tuổi nhỉ, tôi đã 24 rồi. Hồng Mai nói, mắt nhìn của cậu không chuẩn, tôi đã 27 rồi. Bạch Mai mím môi cười, chị à, đừng đùa anh ta nữa. Còn anh tên gì? Ngô Bình, tôi là Lý Huyền Bình. Hồng Mai, Lý Huyền Bình, vậy sau này tôi gọi cậu là Tiểu Bình nhé. Bạch Mai hỏi, anh Tiểu Bình, anh từ nơi nào đến vậy? Hiện giờ Ngô Bình có rất nhiều thắc mắc nhưng anh cũng rất đói bèn hỏi, có gì ăn không? Hồng Mai và Bạch Mai nhìn nhau, Hồng Mai nói, Bạch Mai. Đi lấy cơm cháy đến đây. Bạch Mai gật đầu, cô bé ra khỏi phòng, một lát sau đã đem một bát đựng thứ gì đó đen thui đến. Đây là cơm cháy, được nấu bằng gạo lứt. Nhưng giờ Ngô Bình cũng không thèm để ý mùi vị của thức ăn có khó ăn hay không, anh gắp một miếng cho vào miệng, ăn mấy miếng thì phát hiện Bạch Mai đang lặng lẽ nuốt nước miếng, nhịn không được dừng lại không ăn nữa nói, tôi no rồi. Hồng Mai, ăn nhiều vào, như thế mới có sức. Anh xua tay, được rồi, cảm ơn các cô. Hồng Mai cười nói, đừng khách sáo, cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi phải ra ngoài làm việc. Hồng Mai đi ra ngoài, Bạch Mai hỏi anh Tiểu Bình, anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh đến từ đâu. Ngô Bình vừa ăn được một ít bên cơ thể cũng dần có sức lực, anh nói anh đến từ Đại Lục Côn Luân. Bạch Mai ồ một tiếng, người đến từ nơi đó không nhiều lắm. Ngô Bình, Bạch Mai.
tại sao tu vi trên người anh đều không còn nữa? Có liên quan đến thiên đạo sao? Bạch Mai gật đầu, đúng vậy. Anh là tu sĩ của khuyên giới, anh trưởng thành trong môi trường thiên đạo không trọn vẹn nên có rất nhiều khuyết điểm. Hiện giờ đến một thế giới có thiên đạo hoàn chỉnh, đương nhiên cơ thể và tinh thần của anh sẽ không chịu nổi, nhưng cũng không sao, qua mấy tháng sẽ quen ấy mà. Ngô Bình, Hồng Ni Trạch mà các em nói là nơi nào? Bạch Mai, Hồng Ni Trạch là nơi những người mới sẽ xuất hiện. Chẳng như anh Tiểu Bình đây đã được em và chị Hồng Mai kéo ra khỏi bùn. Nếu bọn em không kéo anh ra ngoài nhanh chóng thì anh sẽ chết ngạt trong bùn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình giơ ngón tay lên nhìn, quả nhiên trong cái ngón tay của anh còn để lại vết bùn màu đỏ. Anh nhìn quần áo trên người thì thấy đã được thay thành bộ quần áo vải thô của địa phương. Anh hỏi, Bạch Mai, quần áo của anh đâu? Bạch Mai cười nói, đồ của anh dính toàn là bùn đất, chị Hồng Mai mang đi giặt rồi. Sau đó cô ta do dự hỏi, anh Tiểu Bình, anh vẫn mặc lại đồ của mình sao? Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, thầm nói đương nhiên là phải mặc quần áo rồi nhưng anh vẫn hỏi, sao lại hỏi thế? Đồ của anh còn có tác dụng khác sao? Bạch Mai gật đầu, trong nhà không còn lương thực, đồ của anh Tiểu Bình vừa đẹp vừa bền, chắc chắn có thể bán được không ít tiền. Ngô Bình sửng sốt, lúc này anh mới nhận ra hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, người nhà này chắc hẳn là nhà nghèo. Anh cười nó, tất nhiên là được, đổi lấy tiền, chúng ta mua một con gà về ăn mừng. Bạch Mai vui mừng, cảm ơn anh Tiểu Bình. Anh là khách tu đầu tiên mà bọn em tiếp đón, không chừng gia đình bọn em có thể thay đổi cũng nên. Ngô Bình, khách tu. Những người từ bên ngoài đến như anh gọi là khách tu à? Bạch Mai nói, đúng thế ạ, có rất nhiều gia đình cả đời không bao giờ tiếp đón được khách tu. Chị em bọn em may mắn gặp được anh Tiểu Bình, nhưng anh đừng lo, chị và em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Ngô Bình ngơ ngác không hiểu gì, Bạch Mai, ý em là sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau. Bạch Mai gật đầu, đúng thế, bọn em sẽ luôn phục vụ anh Tiểu Bình, giúp anh tu luyện để hoàn thành rèn luyện và kiểm tra. Ngô Bình nói, Bạch Mai, em có thể nói rõ ràng từ đầu đến cuối với anh được không? Bạch Mai gãi đầu, anh Tiểu Bình, thật ra em cũng không rõ lắm. Dù sao thế giới của bọn em sẽ có rất nhiều nơi xuất hiện vài khách tu. Chẳng hạn như Hồng Ni Trạch ở gần đây. Quản gia quy định, ai tìm thấy khách tu thì người đó sẽ là người hầu của khách tu. Ngô Bình, những khách tu này cũng đến từ các nơi khác giống anh. Bạch Mai, ừ, khách tu đến từ các khuyên giới khác nhau, số lượng không nhiều lắm, trung bình mỗi năm có 100-200 người, có lúc nhiều, có lúc ít. Ngô Bình, rèn luyện và kiểm tra mà em nói là gì? Bạch Mai, là thế này. Khách tu đến đây cần phải đến báo cho quan phủ quản lý, nhận lấy tài nguyên tu luyện, tiếp theo là tu luyện. Khi tu luyện đạt đến giai đoạn nhất định thì phải tham gia rèn luyện, em không biết thử nghiệm là gì nhưng dù sao cũng có lợi. Tất nhiên, rèn luyện cũng có nguy hiểm, nghe nói có rất nhiều khách tu đã chết trong đó. Sau khi hoàn thành rèn luyện thì có thể chấp nhận kiểm tra lần một. Nếu kết quả kiểm tra tốt thì sẽ có phần thưởng. À phải rồi, sau khi tham gia kiểm tra xong. Nếu kết quả xuất sắc thì có thể xin nghỉ và rời khỏi đây một thời gian. Ngô Bình, nói như thế, anh chỉ có cách hoàn thành bài kiểm tra mới có thể quay về thế giới anh đang sống. Bạch Mai, là như thế đó. Anh Tiểu Bình, anh giỏi như thế chắc không thành vấn đề đâu. Ngô Bình, ồ, sao em lại nói là anh giỏi? Bạch Mai, mặc dù gia đình bọn em chưa từng tiếp nhận khách tu nhưng có một tờ rơi do chính phủ ban hành. Trên đó có viết rất rõ, thông thường khách tu mới đến thế giới này phải hôn mê từ 1 đến 3 tháng, đây là quá trình thích nghi về thể chất và tinh thần với môi trường mới. Nhưng anh Tiểu Bình chỉ đến có một ngày đã tỉnh rồi, hơn nữa anh còn tự mình tỉnh lại nên anh rất là lợi hại. Tờ rơi tuyên truyền còn nói tỉnh lại càng sớm chứng tỏ tư chất và thể chất càng tốt. Ngô Bình, nói thế tức là tôi không nên tự mình tỉnh lại. Bạch Mai gật đầu, bình thường khách tu hôn mê cần đến thuốc chính phủ ban hành mới tỉnh lại, nhưng anh Tiểu Bình chưa uống thuốc đã tỉnh nên em mới nghi anh rất lợi hại. Ngô Bình gật đầu, Bạch Mai, thế giới này có nhiều người không? Chính phủ mà em nói có cơ cấu thế nào? Bạch Mai, rất nhiều người, nhưng em đã sống ở thị trấn từ nhỏ, chưa từng ra khỏi đây, nghe nói bên ngoài cũng có rất nhiều người. Chính phủ là nhà nước chính quyền đó.
những người làm trong chính phủ đều là thế hệ sau của Khách Tu. Ngô Bình, ồ, Khách Tu cũng có đời sau à? Bạch Mai cười nói, đương nhiên rồi, đa số Khách Tu không đạt được thành tích xuất sắc sau khi kiểm tra thì không thể ra khỏi đây, thế là cứ thế cưới vợ sinh con ở đây rồi thành lập chế độ. Ngô Bình, chức quan cao nhất có phải là Hoàng đế không? Bạch Mai, vâng, là Hoàng đế. Ngô Bình đã biết khái quát đây là thế giới như thế nào rồi, anh cười nói, anh sẽ cố gắng nhanh chóng hồi phục, sau đó đi lấy tài nguyên. Bạch Mai cười nói, tốt quá rồi. Thế mà Ngô Bình thử bước xuống đất, Bạch Mai vội dìu anh xua tay, không cần, anh làm được. Hai chân chạm xuống đất, chân hơi không vững nhưng dần dần anh vẫn đứng được, sau đó thử bước đi. Cứ thế anh đi lại vài bước thì bắt đầu đi ra khỏi phòng. Là một gian nhà có diện tích không lớn, anh đi xuyên qua gian nhà ra đến ngoài cửa. Phong cảnh bên ngoài không khác thế giới anh sống là mấy, cũng có bầu trời, mặt đất giống hệt, dù sao đây cũng là một thế giới bản sao. Không khí rất trong lành, những làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi của bùn đất và đồng ruộng. Anh chậm chạp lết về phía trước, băng qua sân. Trong sân có mấy con gà mái đang đi lại, trên mặt đất còn có một đống phân gà. Bạch Mai vội vàng lấy xẻng xúc phân gà đổ vào khu chuồng heo gần đó. Trong chuồng có một con heo béo mập, đã hơn 150 cân, thi thoảng nó còn ụt ịt vài tiếng. Ngô Bình dở khóc dở cười, mặc dù anh là người đồng ý tiếp nhận thử thách này. Nhưng tự nhiên bị lôi vào thế giới tồi tàn thế này khiến anh cảm thấy như tổ sư đang lừa mình vậy. Anh cảm giác cơ thể mình rất mệt mỏi, dương thần và động tiên đều bị ẩn đi, không thể mở ra được. Cho nên, hiện tại anh không khác gì người thường, thậm chí còn không bằng người thường. Chỉ đi ra đến cổng thôi cũng khiến anh toát mồ hôi vì kiệt sức. Lúc này, Hồng Mai đã trở lại, cô ấy mang theo một rổ rau rừng, trong đám rau rừng có mấy củ khoai lang. Nhìn thấy Ngô Bình có thể đi trên mặt đất, cô ấy rất vui vẻ nói, Tiểu Bình, cậu có thể đi lại rồi sao? Ngô Bình, chỉ là thân thể suy nhược, cần thêm thời gian thích ứng. Hồng Mai cười nói, vào nhà ngồi đi, để tôi thịt một con gà bồi bổ cho cậu. Ngô Bình nhìn thoáng qua, trong sân chỉ có một con gà mái và một con gà trống. Nếu giết gà trống thì không sinh ra gà con được nữa. Nghĩ vậy, anh xua tay, bỏ đi, hôm nay tôi không ăn thịt, chỉ cần ăn khoai lang là được rồi. Hồng Mai, không được, cậu là khách quý của chúng tôi, nhất định phải được chăm sóc chu đáo. Nếu không chúng tôi sẽ bị quan gia trách mắng. Bạch Mai cũng nói, đúng vậy. Anh Tiểu Bình có biết không? Thôn của bọn em đã tồn tại hàng nghìn năm nhưng chỉ có hai vị khách tu. Anh Tiểu Bình chính là người thứ ba. Ngô Bình, nói vậy thì khách tu đến đây cũng không nhiều. Hồng Mai, tất nhiên là không nhiều, nếu không mỗi gia đình đều sẽ có khách tu. Ngô Bình lúc này mới hỏi, chị Hồng Mai, chị đã kết hôn chưa? Hồng Mai, à, bà Vương trưởng thôn đang cố gắng mai mối cho tôi. Tôi đã gặp một vài người, nhưng đều không hợp. Ngô Bình cười đáp, chị Hồng Mai hiền dịu như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Bạch Mai tức giận nói, nếu không phải lão Ngô ở phía tây thôn phá thì chị em đã sớm kết hôn rồi. Lão ta quá xấu xa. Ngô Bình, ô, lão Ngô, tại sao ông ta lại phá chị ấy chứ? Bạch Mai, vợ của lão ta đã chết cách đây 3 năm. Lão ta là một kẻ hay bắt nạt trong thôn. Lão thích chị gái em và muốn cưới chị ấy. Làm sao chị gái em có thể lấy một kẻ gian ác như vậy nên đương nhiên là chị ấy từ chối lão. Nhưng lão già đó dai như đỉa đói, thường xuyên đến nhà em quậy phá. Ngô Bội nhíu mày, hỏi, không có người khác ở nhà sao? Chấm. Hồng Mai cúi đầu, khi tôi còn nhỏ, có một cuộc chiến loạn, người nhà đều chết trong cuộc chiến đó. Bạch Mai và tôi đã thoát chết bằng cách trốn trong lò nung. Ngô Bình rất kinh ngạc, nơi này còn có chiến loạn. Hồng Mai thở dài, ở đâu cả người thì ở đó sẽ có chiến tranh, điều này không thể tránh khỏi. Ngô Bình, trong thôn có bao nhiêu người? Hồng Mai, hơn 200 hộ, người không nhiều. Nhưng cách mười mấy dặm về phía đông là thị trấn. Thị trấn có mấy chục nghìn người, nhiều cửa hàng quán xá. Tôi thường đến thị trấn để đi chợ. Vừa nói, Hồng Mai vừa nướng khoai lang vừa nấu canh rau rừng. Sau đó còn hầm khoai mỡ với gà trống. Ngô Bình loáng một cái đã ăn hết một nửa con gà trống.
Vốn dĩ Hồng Mai và Bạch Mai định sẽ không ăn thịt gà, người nghèo thường chỉ ăn thịt trong các dịp lễ Tết. Nếu không có Ngô Bình thì hôm nay họ cũng sẽ không giết gà để ăn. Thế nhưng, Ngô Bình đã gắp thịt gà vào bát của hai người, bắt họ phải ăn cùng. Bữa này anh uống 4 bát canh, ăn mấy củ khoai lang nướng, cơn đói trong bụng tan biến. Ăn xong, anh tiếp tục tập đi trong sân. Đến chiều tối, anh đã có thể đi lại như người bình thường, không thấy mất sức nữa. Vào buổi tối, Hồng Mai để quần áo đã giặt của Ngô Bình trong phòng của anh. Ngô Bình cười hỏi, không phải nói quần áo của tôi có thể đổi lấy tiền sao? Hồng Mai, nhà đầu Bạch Mai không hiểu chuyện. Cậu là khách tu, là người có địa vị, làm sao có thể mặc quần áo tồi tàn như thế này? Việc này tuyệt đối không được. Ngô Bình, thật đáng tiếc là đồng tiền của tôi không mở được, bên trong còn rất nhiều đồ. Anh lấy từ thắt lưng ra một miếng ngọc bội, đưa cho Hồng Mai rồi nói, ngày mai chị đem cái này đi cầm đi, là ngọc quý đó. Hồng Mai gật đầu, được. Gia đình thực sự không có nhiều tiền, Ngô Bình sinh hoạt hàng ngày cũng cần đến tiền. Vì vậy, phải tìm cách kiếm tiền càng sớm càng tốt. Buổi tối, ba người đều đi nghỉ ngơi. Ngô Bội khoanh chân ngồi trên giường, cố gắng luyện tập phương pháp hít thở. Khi vừa bắt đầu tập, kinh mạch anh liền cảm thấy đau nhói giống như có lửa đốt, toàn thân vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Nhưng anh đành phải cắn răng kiên trì, tăng tốc độ tu luyện. Chỉ chốc lát sau, cả người anh toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Một canh giờ sau, cơn đau cũng không quá đáng sợ. Trong cơ thể anh dần dần xuất hiện một chút khí tức, một vài kinh mạch hỗn độn giờ đã được đả thông. Đến giờ thứ ba, cơ thể anh đã thoải mái hơn. Anh cảm thấy toàn thân ấm áp, bắt đầu hấp thu linh khí của trời đất. Có điều, cơ thể anh lúc này rất yếu nên chỉ có thể làm từ từ từng bước, trước tiên là đả thông kinh mạch chủ. Hôm sau, anh nghe thấy có tiếng người cãi vã ngoài sân nên vội chạy ra kiểm tra. Ngoài cổng, Hồng Mai hai tay chống nạnh, đang mắng một người đàn ông trung niên, ông Ngô. Tại sao khách quý của chúng tôi lại phải giao cho ông? Ông là cái quái gì? Người đàn ông kia nhỏ thó và nhăn nheo như quả táo tàu, răng thì đã ố vàng. Phía sau ông ta là hơn chục nông dân cường tráng. Ông ta khịt mũi, đáp cô nói khách tu là nhà cô đón được, cô có bằng chứng không? Hơn nữa nhà cô nghèo như vậy, có đủ khả năng để tiếp đón khách tu không? Hồng Mai nói, nếu tôi không đủ khả năng, đó là việc của gia đình tôi, không đến lượt ông quản. Một kẻ nào đó phía sau lão già kia hét lên, anh đôi co với ả ta làm gì, cứ đánh cho một trận là nói thật ngay. Nói rồi, một kẻ nào đó đã bay lên và đá Hồng Mai một cái rất mạnh. Ngô Bình nhìn thấy thì nổi trận lôi đình, sau này Hồng Mai sẽ gả cho tôi, kẻ nào dám động tay với chị ấy. Hồng Mai rên rỉ vì đau đớn. Cú đá ban nãy khiến cô ấy bay xa vài mét nên lúc này cô ấy đang ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn. Lão Ngô bước lên phía trước, nhìn thấy Ngô Bình vừa đi ra, lập tức cười nói, tiên sinh, tôi là Ngô. Bốp! Ngô Bình giang tay tát ông ta, khiến ông ta bay xa vài mét. Sau khi ông ta ngã xuống đất, toàn thân co giật và sùi bọt mép. Những người còn lại đều sửng sốt, lần lượt rút lui. Tuy rằng trong thôn bọn họ tương đối có thế lực, nhưng đối mặt với khách tu thì lại mất hết dũng khí. Mặc dù Ngô Bình lúc này mới luyện ra được một chút khí tức, nhưng sức mạnh và tốc độ phản ứng của anh vẫn hơn những người dân làng bình thường. Anh bước đến chỗ lão Ngô và đá ông ta thêm vài cái. Lão Ngô kêu ai ra vài tiếng rồi dần tỉnh táo lại, kinh hãi nhìn Ngô Bình. Ngô Bình, Hồng Mai từ nay về sau là chị của tôi. Kẻ nào dám bắt nạt chị ấy thì đợi khi có tu vi trở lại, tôi sẽ bóp chết từng kẻ một. Lão Ngô sợ hãi tái mặt, vội nói, không dám, không dám. Ngô Bình hỏi ông ta, lão Ngô, nhà lão có nuôi lợn không? Lão Ngô xứng lại, có 3 con. Ngô Bình, hừ, ông kêu người giết lợn, sau đó đem thịt tới đây. Thịt này là ông phải bồi thường cho Hồng Mai. Lão Ngô vẻ mặt khổ sở, đáp vâng. Tôi sẽ đi mổ lợn ngay lập tức. Lão Ngô dẫn đám người kia đi, Bạch Mai vui mừng ôm lấy Hồng Mai, chị, sau này sẽ không có người dám bắt nạt chúng ta nữa. Ngô Bình cười nói, hai người ở nhà nấu ăn nhé, tôi đi loanh quanh một lát. Bạch Mai, anh Tiểu Bình định đi mua sắm à? Ngô Bình, trên người anh có rất nhiều đồ,
anh xem có thể đổi ít tiền không? Tiện đường, anh cũng muốn đến dịch quán. Dịch quán cách thị trấn mấy trăm dặm, muốn đi tới đó trước tiên phải mua ngựa, vậy thì nhất định phải có tiền. Trên quần áo của anh có không ít đồ trang trí, có lẽ sẽ đổi được một ít tiền. Vì vậy anh quyết định sẽ tới thị trấn trước rồi tính tiếp. Ngô Bình mang theo một bình nước rồi đi về phía thị trấn cách đó mười mấy dặm. Ở trong thôn chỉ có một chiếc xe bò nhỏ, dù gì dân trong thôn đều nghèo nên nếu đi xa sẽ tự quẩy đòn gánh đi chứ không có tiền đi xe ngựa. Đường ở đây toàn là đường đất, mặc dù không gọi là lớn nhưng cũng đủ để bốn con ngựa chạy cùng một lúc. Thi thoảng có một con ngựa chạy qua khiến cát bụi bay mù mịt và khiến quần áo tóc tai Ngô Bình dính đầy bụi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, giờ anh không có tiền mua ngựa nên chỉ đành đi bộ. Đi được bảy dặm, anh lờ mờ nhìn thấy thị trấn ở phía trước. Anh tăng tốc, muốn tới được đó càng nhanh càng tốt. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, tiếng bước chân này rất đều nhau. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy có bốn người đang khiêng một chiếc kiệu màu đỏ đi tới. Bốn người này chân rất có lực, đi còn nhanh hơn cả ngựa. Lợi hại hơn là chiếc kiệu họ đang khiêng không hề bị sóc khiến người ngồi rất thoải mái. Đột nhiên, người ngồi trên kiệu ra lệnh, dừng lại. Chiếc kiệu dừng lại, tấm rèm của kiệu được vén lên, giọng một cô gái vọng tới, anh là khách tu sao? Ngô Bình cười đáp, sao cô biết hay vậy? Bức rèm lúc này đã được vén hẳn lên, Ngô Bình nhìn thấy một gương mặt rất xinh đẹp. Đó là một cô gái còn khá trẻ, chừng 29 tuổi. Khí chất và dung mạo của cô ấy hoàn toàn khác xa so với người trong thôn. Cô ấy cười đáp, anh mặc quần áo đẹp như vậy, dù tôi có mù thì cũng biết anh là khách tu. Đi đường vất vả, nếu anh không chê thì mời lên kiệu ngồi. Ngô Bình đáp, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không dám làm phiền bởi người tôi đầy bụi bẩn, chỉ sợ sẽ làm bẩn kiệu của cô. Cô gái, anh không cần khách sáo, chúng ta đều là khách tu, nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngô Bình thấy cô gái chân thành muốn giúp đỡ nên không khách sáo nữa. Anh vén tấm rèm rồi ngồi lên kiệu. Bên trong chiếc kiệu khá rộng, cô gái ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại ở chính giữa, hai bên có hai tấm ván gỗ có thể ngồi lên. Ngô Bình liền ngồi lên một tấm ván gỗ, đợi khi chiếc kiệu tiếp tục đi về phía trước, anh chắp tay nói, đa tạ lòng tốt của cô. Cô gái cười đáp, chúng ta nên xưng hô thế nào đây? Ngô Bình, tại hạ Lý Huyền Bình. Xin được biết quý danh của cô. Cô gái, tôi tên Chu Ngọc Nhan. Ngô Bình, cô Chu, cô cũng tới thị trấn sao? Cô gái, tôi đi ngang qua đây, định bụng đến thị trấn phía trước thì tìm một chỗ nghỉ chân. Còn anh thì sao? Ngô Bình, đừng nhắc nữa, tôi vừa được người ta đào dưới bùn lên, còn chưa kịp thích nghi với nơi này. Có điều ân nhân tìm thấy tôi nghèo quá, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc nên tôi định tới thị trấn đổi vài món đồ lấy tiền. Chu Ngọc Nhan cười đáp, anh có thể đổi sang ở nhà khác mà. Các gia đình giàu có đều muốn khách tu đến nhà. Ngô Bình khoát tay, bỏ đi, gặp nhau như vậy là có duyên. Hơn nữa, tính mạng của tôi là do họ cứu. Mặc dù chưa thể báo đáp, nhưng ít nhất vẫn phải sống có đầu có cuối. Chu Ngọc Nhan cười nói, anh quả là người có tình có nghĩa, Ngọc Nhan rất ngưỡng mộ điều đó. Nhưng theo tôi được biết, một thị trấn nhỏ như thế này khi cầm đồ sẽ bị ép giá rất ghê gớm. Ví dụ một món đồ trị giá 10.000 đồng, thì giỏi lắm ở đây chỉ cầm cố được 100 đồng. Ngô Bình cau mày, thật quá đáng. Chu Ngọc Nhan, anh định đổi thứ gì lấy tiền? Ngô Bình lấy ngọc bội ra, hỏi cô Chu, cô có thể xem giúp tôi miếng ngọc bội này có thể đổi được bao nhiêu tiền không? Chu Ngọc Nhan cầm miếng ngọc trong lòng bàn tay và ngắm nghía, cảm thấy nó mát lạnh và nhẹ như pha lê. Một luồng linh khí tụ lại trong ngọc, hơn nữa, miếng ngọc dường như có thể hút linh khí của trời và đất, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Hai mắt Chu Ngọc Nhan sáng lên, nói anh Lý, nếu nhất định phải bán miếng ngọc bội này, anh có thể bán cho tôi không? Ngô Bình cười nói, bán cho ai cũng là bán nên đương nhiên là được rồi. Chu Ngọc Nhan, vậy anh hãy ra giá đi. Ngô Bình, tôi không biết nhiều về thị trường ở đây, vì vậy nhờ cô ra giá. Chu Ngọc Nhan suy nghĩ một lúc và nói, những miếng ngọc được chế tác tinh xảo như thế này, ít nhất cũng đáng giá 1.000 lượng vàng trong thành phố. Thế này đi, tôi có 700 lượng vàng trong tay, tôi sẽ đưa số vàng đó cho anh trước. Khi nào đến thị trấn, tôi sẽ cho người đưa cho anh thêm 300 lượng nữa.
Ngô Bình không biết sức mua của 1.000 lượng vàng ở đây, liền hỏi, cô Chu, 1 lượng vàng mua được những gì? Chu Ngọc Nhan cười nói, anh có thấy những con ngựa chạy trên đường kia không? Một con ngựa tốt trị giá khoảng 30 lượng vàng, ngựa bình thường thì 3 đến 5 lượng vàng cũng có thể mua được. Ngô Bình nghe xong, cảm thấy sức mua khá tốt, anh cười nói, vậy 700 đi, còn lại 300 kia coi như tôi giảm giá cho cô. Chu Ngọc Nhan cười nói, vậy thì cảm ơn anh. Hai người trò chuyện một hồi, Ngô Bình mới biết được Chu Ngọc Nhan mới tới thế giới này 3 tháng. Có điều, cô ấy thích ứng rất nhanh, tư chất cũng tốt, hiện tại cô ấy đang được một gia tộc lớn cung dưỡng, tu vi nhanh chóng có những bước nhảy vọt. Nói đến việc tu luyện, Ngô Bình hỏi, cô Chu, tôi nghe nói phải đạt kết quả xuất sắc trong kỳ sát hạch thì mới có thể rời khỏi đây. Chu Ngọc Nhan gật đầu, quả đúng là vậy. Ngô Bình, đạt được kết quả như vậy có khó không? Chu Ngọc Nhan, tôi đã nghe ngóng rồi. Cái gọi là kết quả xuất sắc đó cứ 500 khách tu mới có một người đạt được, vì vậy cơ hội của chúng ta rất mong manh. Mặc dù một chọi 500 quả là khó, nhưng Ngô Bình không nghĩ như vậy. Chu Ngọc Nhan, anh đến từ Đại Lục Côn Luân, không biết tu sĩ ở đó như thế nào. Ngô Bình giới thiệu qua một chút rồi hỏi, vậy còn cô đến từ đâu? Chu Ngọc Nhan, chỗ tôi thì tệ hơn nhiều, thế giới đó vừa mới bị thần tộc quét qua cướp bóc, giết chóc. Hiện tại ở đó không còn cao thủ nào cả. Ngô Bình, vậy cô đến được đây cũng có thể coi là may mắn. Chu Ngọc Nhan khẽ thở dài, có thể tôi sẽ bị kẹt ở chỗ này cả đời, như vậy thì sao gọi là may mắn được. Ngô Bình, biết đâu chúng ta đều có thể quay trở lại. Chúng ta cứ xây dựng nền móng ở đây rồi sau này trở lại để tiếp tục lĩnh hội toàn bộ thiên đạo. Chu Ngọc Nhan thở dài, hai, những người rời khỏi thiên ngoại thiên này. Rất ít người có thể sống sót trở về. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, thì ra nơi này tên là Thiên Ngoại Thiên. Chu Ngọc Nhan, đúng vậy, Thiên Ngoại Thiên là một phần quan trọng nhất của kế hoạch thiên ngoại. Ở đây thiên đạo gần như hoàn chỉnh, vì vậy nếu tu luyện ở đây, hiệu quả sẽ tương tự như tu luyện bên ngoài khuyên giới. Ngô Bình, hóa ra thứ được gọi là kế hoạch đó tên đầy đủ là kế hoạch thiên ngoại. Cô nói không ai có thể sống sót trở về vì sao lại như vậy? Chu Ngọc Nhan, con người dù mạnh mẽ đến đâu, làm sao có thể chống lại các vị thần cơ chứ? Những người đi ra từ thiên ngoại thiên, cuối cùng sẽ bị thần tộc giết chết. Ngô Bình, cô Chu quá bi quan, chỉ cần có người từng ra ngoài, ít nhất như vậy cũng có hy vọng. Chu Ngọc Nhan, có lẽ anh Lý có tư chất phi thường thì sẽ khác, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể làm được. Vì vậy, tôi không quan tâm đến những kế hoạch lớn của loài người hay nỗ lực chống lại thần tộc. Miễn là có thể tu luyện ở đây và sống tốt là tôi đã hài lòng. Mọi người đều có cách nghĩ ca hát nhau, Ngô Bình cũng không cho rằng có gì sai khi cô ấy nghĩ như vậy, anh nói vậy cũng đúng. Chu Ngọc Nhan cười và nói, không biết anh Lý trước đây đã tu luyện tới cảnh giới nào. Ngô Bình, cảnh giới động thiên. Chu Ngọc Nhan sửng sốt, chẳng lẽ anh mới chỉ là một địa tiên sao? Anh thật là lợi hại, nhìn chung. Phần lớn tu sĩ tiến vào thiên ngoại thiên đều là thiên tiên, bởi vì địa tiên khó có thể chịu đựng được lực mạnh như xé toạc cơ thể của pháp tắc ở đây, cho nên vừa vào rất có thể đã tan thành cho bụi. Ngô Bình cười khổ, lúc ấy tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, bất tỉnh nhân sự. Chu Ngọc Nhan, đó là chuyện bình thường, tu sĩ đến đây ai cũng vậy. Tu sĩ cảnh giới động thiên đã vào được đây, tiền đồ của anh quả thực vô cùng rộng mở. Ngô Bình hỏi, tại sao cô Chu lại nói như vậy? Chu Ngọc Nhan, tu sĩ đến thiên ngoại thiên, cảnh giới càng thấp thì càng được nhiều lợi ích. Theo tôi được biết thì anh chính là khách tu có tu vi thấp nhất từng đến thiên ngoại thiên. Các khách tu khác thấp nhất là tu vi ở cảnh giới sau đoạt thiên. Ngô Bình còn một quãng đường rất dài mới có thể lên tới cảnh giới sau của đoạt thiên. Anh còn phải qua thần tàng, bất tử. Đến khi đã vào cảnh giới bất tử thì cũng phải qua vài cảnh giới nhỏ nữa mới đến được cảnh giới đoạn thiên. Ngô Bình, ồ, thấp nhất đều là tiên tôn cảnh giới đoạt thiên sao? Chu Ngọc Nhan gật đầu, cho nên tư chất của anh có lẽ là tốt nhất từ trước đến giờ. Ngô Bình cười ha ha đáp, cô Chu quá khen rồi, tôi không dám nhận. Chu Ngọc Nhan mỉm cười nói tiếp, anh Lý, nơi tôi định đến là một tòa thành. Ở đó có rất nhiều thế lực lớn. Hay là anh đi cùng tôi? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp,
Trước hết tôi vẫn cần sắp xếp ổn thỏa cho hai vị ân nhân của mình đã, tạm thời chưa thể đi được. Chu Ngọc Nhan đáp, việc này có gì khó đâu. Lát nữa tới thị trấn, tôi có thể ở đó đợi anh vài ngày. Trong thời gian đó, anh có thể trở về thôn rồi đưa cả hai chị em cô ấy đi cùng chúng ta. Ngô Bình đáp, đến đó chúng ta bàn bạc thêm một chút, anh chưa đồng ý ngay, cũng không từ chối ngay. Chẳng mấy chốc, chiếc kiệu đã lên tới thị trấn. Thị trấn nhỏ này tên là Trấn Thủy Tuyền. Trong thị trấn có một mạch nước khoáng nuôi sống các cư dân ở đây. Tên gọi của trấn cũng lấy ý tưởng từ mạch nước này. Trấn Thủy Tuyền không quá lớn, hai bên đường đều là cửa hiệu, người qua kẻ lại như mắc cửi. Cộng thêm cả những lái buôn nhỏ từ các thôn đi tới nên nơi này càng đông đúc và náo nhiệt hơn. Ngô Bình lúc ở nhà Hồng Mai không dám ăn no, bây giờ nhìn thấy những món điểm tâm trên phố thì mắt sáng như sao. Anh nói với Chu Ngọc Nhan, cô Chu, tôi xuống thăm thú nơi này một lát. Chu Ngọc Nhan cười đáp, vậy tôi đi cùng anh. Cô ấy đã nhận ra Ngô Bình là nhân tài kiệt xuất nên đương nhiên không thể để anh đi mất. Ngô Bình đáp, vậy cũng được. Sau khi xuống kiệu, anh đi tới quầy bán đồ ăn, thấy món gì ngon là mua thử. Sức mua của 700 lượng vàng khá khả quan nên Ngô Bình mua một đống đồ mới hết có nửa lượng vàng. Vàng có giá trị quá lớn nên mua bán hơi bất tiện, cho nên Ngô Bình đem đổi một ít vàng thành bạc và tiền đồng. Một lượng vàng đổi được 12 lượng bạc, một lượng bạc lại đổi được 500 xu tiền đồng. Ngô Bình vừa đi vừa ăn, chỗ tiền đồng nhanh chóng vơi đi quá nửa. Anh không chỉ ăn mà còn vừa ăn vừa quan sát người đi lại trên phố. Anh phát hiện trên phố đều là người bình thường, không có một khách tu nào khác ngoài anh và Chu Ngọc Nhan. Ngô Bình hỏi, cô Chu, thị trấn nhỏ này có lẽ cũng có khách tu nhỉ? Chu Ngọc Nhan, thị trấn nhỏ như thế này cùng lắm sẽ có một hai vị khách tu. Có điều khách tu ở đây thường không có sức mạnh hay địa vị gì nên anh không cần để ý đến họ. Ăn no rồi, Ngô Bình cùng Chu Ngọc Nhan đi tới một khách điếm ở thị trấn. Chu Ngọc Nhan thuê căn phòng tốt nhất ở đó rồi vào nghỉ ngơi. Cô còn dặn Ngô Bình sẽ ở đó chờ anh. Tiếp đó, Ngô Bình đi thăm thú khắp nơi trong trấn, sau đó anh đi mua một con lừa và một chiếc xe ngựa chỉ hết có 7 lạng vàng. Sau đó anh còn mua thêm những nhu yếu phẩm như thịt gà, lợn, cá, củi, gạo, dầu, muối. Mua xong, anh chất đồ lên con lừa rồi quay về thôn. Nghĩ đến việc hai chị em Hồng Mai và Bạch Mai nhìn thấy những thứ này sẽ vui thế nào, anh cũng vui lây, vừa đi đường vừa khe khẽ hát. Chiếc xe của Ngô Bình quay lại thôn, trở thành chiếc xe lừa kéo duy nhất ở đó. Cho nên, anh vừa vào đến thôn thì thôn dân đã bu đến xem, một đám trẻ con vui vẻ chạy theo xe anh. Ngô Bình liền ném chỗ kẹo anh vừa mua xuống cho bọn trẻ khiến chúng tranh nhau nhặt. Có mấy người lớn không biết ngại cũng lao vào giành giật, kết quả bị những người xung quanh mắng cho một trận. Về đến cổng nhà, Ngô Bình mặt biến sắc bởi cánh cổng đang mở toang hoang, trong sân đầy mùi máu tanh. Lúc này, một thanh niên mặc áo choàng bông đi ra, trong tay hắn ta có một thanh đao. Nhìn thấy Ngô Bình, hắn ta chắp tay cười hỏi, các hạ chính là khách tu ở đây sao? Ngô Bình không đếm xỉa đến hắn ta, nhảy xuống khỏi con lừa, lao vào trong nhà. Ở lối vào nhà chính, Hồng Mai và Bạch Mai lúc này chỉ còn là hai thi thể lạnh lẽo. Hồng Mai đã cố che chở cho Bạch Mai ở phía sau, ngực cô ấy có một vết dao đâm xuyên qua, đâm xuyên đến cả Bạch Mai ở đằng sau. Vậy là một nhát dao, hai mạng người. Mắt Hồng Mai mở to, vẻ mặt không cam tâm. Cô ấy không cam tâm chết như vậy, cho nên liều chết phản kháng. Còn trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Mai là sự kinh hãi, như thể cô bé không thể nào hiểu nổi tại sao đối phương lại ra tay với chị em mình. Người thanh niên vừa đi ra lúc này cũng đi tới, cười nói, anh bạn, tôi đã thay anh ra tay với hai tiện nữ này rồi, tránh gây rắc rối cho anh về sau. Đúng rồi, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi họ Bạch, tên Bạch Ngọc Thành, là cậu chủ nhà họ Bạch. Lão tổ của nhà họ Bạch chúng tôi cũng là khách tu. Bịch. Gã thanh niên còn chưa nói hết thì Ngô Bình đã đạp cho hắn bay ra xa. Cú đá này của anh vào đúng chỗ chí mạng của hắn, sau đó tiếng rắc rắc của xương gãy vang lên. Gã thanh niên quỳ trên mặt đất, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài, hắn rên lên vì đau đớn. Ngô Bình giật lấy thanh đao trong tay hắn rồi dẹt một phát cứa mạnh xuống. Phụt! Máu bắn ra khắp nơi, vai của gã thanh niên bị cắt đứt lìa,
máu tuôn xối xả, còn hắn thì càng hét to hơn. Tại sao lại giết họ? Họ có tội tình gì? Ngô Bình điên cuồng gầm lên. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến giờ, rất ít khi anh phẫn uất như lúc này. Phụt! Lại một đao nữa chém qua, nửa mặt của gã thanh niên bị chém nát, máu thịt lẫn lộn. Cứu mạng! Gã thanh niên hét lớn, đám tùy tùng của hắn lúc này lập tức cầm binh đao lao lên vây lấy Ngô Bình. Ngô Bình là võ vương chí tôn, cho dù anh chỉ lấy lại được một chút tu vi thì cũng là cao thủ hàng đầu. Lưỡi đao trong tay anh lóe sáng, đám người kia chỉ cần đến gần là lập tức bị chém bay đầu. Dẹt dẹt dẹt. Một đao rồi lại một đao, từng bộ phận trên người gã thanh niên bị anh cắt rời khiến hắn kêu rên vì đau đớn. Sau đó, hơi thở của hắn càng lúc càng yếu dần rồi biến thành một cái xác. Cuối cùng, Ngô Bình cắt đầu hắn, đặt trước mặt hai chị em Hồng Mai và Bạch Mai. Chị Hồng Mai, Bạch Mai, tôi báo thù cho hai người rồi. Nói rồi, anh đem thi thể của lũ người kia ném vào cái giếng khô trong khu rừng trước nhà. Sau đó anh đi tìm người trong thôn giúp đào huyệt trong sân, đóng quan tài để chôn cất hai chị em. Những thứ anh vừa mua về được đem chia cho các thôn dân đến giúp đỡ anh. Sau khi lễ bái cho hai chị em, ngay trong đêm đó anh cưỡi lừa rời khỏi thôn. Lúc đi vứt xác, anh lấy được một ít tiền và vũ khí từ trên người tên họ Bạch và đám tùy tùng của hắn. Số tiền anh lấy được khoảng hơn 300 lượng vàng. Khi anh quay lại khách điếm ở thị trấn, Chu Ngọc Nhan thấy trên người anh toàn vết máu thì kinh ngạc hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Bình bình thản đáp, tôi đã giết vài tên. Chu Ngọc Nhan hỏi tiếp, hai chị em cô bé kia không đến cùng anh sao? Ngô Bình, họ bị kẻ xấu hại chết rồi. Chu Ngọc Nhan khẽ thở dài, anh cũng đừng quá đau lòng. Chuyện như vậy diễn ra như cơm bữa ở nơi này, ngày nào cũng có người chết. Ngô Bình, hung thủ họ Bạch, nói là cậu chủ nhà họ Bạch, Bạch Ngọc Thành. Chu Ngọc Nhan mặt biến sắc, người nhà họ Bạch, chết rồi. Nhà họ Bạch rất có thể lực ở nơi này, anh giết người nhà họ Bạch thì chắc chắn họ sẽ không để yên. Đêm nay chúng ta không thể ở lại đây, lập tức phải đi ngay, ra khỏi địa bàn của nhà họ Bạch càng sớm càng tốt. Ngô Bình cau mày hỏi, nhà họ Bạch rất mạnh sao? Chu Ngọc Nhan, rất mạnh, theo tôi được biết thì nhà họ Bạch có hai cao thủ cảnh giới địa tiên. Với tình hình hiện tại của anh thì quả thực không thể đối phó với địa tiên. Anh gật đầu, vậy tôi nghe theo cô. Sau khi trả phòng, Chu Ngọc Nhan và Ngô Bình lên kiệu, tiếp tục đi về phía trước. Lúc đó đã là nửa đêm, trên đường chẳng có ai. Sau khi đi được hơn 100 dặm, đằng sau đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập, rõ ràng không chỉ có một con ngựa. Khi đoàn người ngựa này đi ngang qua chiếc kiệu, một người chặn ở trước kiệu. Mấy người phu khiêng kiệu chỉ đành dừng lại. Người đứng chắn kiệu cao to lực lưỡng, cao giọng nói, người trong kiệu là ai, mau lộ diện cho ta xem. Chu Ngọc Nhan vén rèm lên, lạnh lùng nói, to gan, dám chặn cả kiệu của khách tu. Người kia không hề bị dọa sợ, hắn chỉ lạnh lùng đáp, hóa ra là khách tu. Xin lỗi, chúng tôi là hộ vệ nhà họ Bạch đang truy đuổi kẻ sát nhân. Chu Ngọc Nhan hạ rèm kiệu xuống, đáp, vậy thì đuổi theo kẻ đó đi, chặn kiệu của tôi làm gì. Người kia liếc nhìn chiếc kiệu, đáp, cô có thể cho tôi vào trong kiệu xem không? Nếu không còn ai khác thì chúng tôi sẽ để cô đi. Chu Ngọc Nhan giận dữ đáp, kiệu của tôi mà đám tiện dân các người dám đòi vào bên trong sao? Người đàn ông cau mày đáp, vậy thì xin đắc tội. Anh dám, Chu Ngọc Nhan tỏa ra khí tức đe dọa. Người đàn ông kia cười lạnh đáp, mặc dù cô là khách tu nhưng chúng tôi là người nhà họ Bạch đấy. Vẫn mong cô phối hợp với chúng tôi. Nói rồi, hắn ta dùng thanh đao dài vén rèm kiệu lên. Vào khoảnh khắc rèm kiệu bị vén lên, một ánh đao lóe lên. Gã đàn ông kia kinh hãi vội vã vung đao lên đỡ nhưng thanh đao kia nhanh như chớp đã chém đứt nửa cánh tay của hắn. Sau đó, yết hầu hắn đột nhiên va chạm với một thứ sắc lạnh, máu tươi tuôn ra xối xả. Ngô Bình tay cầm đao đứng trước kiệu, trong mắt đầy sát khí. Anh lạnh lùng nói, người giết người nhà họ Bạch các người chính là ông đây. Không sợ chết thì lao lên. Đám người kia hét lên một tiếng rồi quất ngựa phi tới muốn giết Ngô Bình. Ngô Bình hai tay cầm đao, khí tức thâm sâu khó lường. Đột nhiên, anh di chuyển nhanh như một thanh đao sắc bén. Trong nháy mắt, tên đi đầu đã bị chém làm đôi. Ngô Bình một mình một đao tả xung hữu đột,
Đám gia đình nhà họ Bạch đương nhiên không ai xứng làm đối thủ của anh, cho nên đều bị giết tại chỗ. Sau khi giết xong tên cuối cùng, chân Ngô Bình hơi run lên, anh vội vã lên kiệu rồi nói nhỏ, mau đi thôi. Chiếc kiệu tiếp tục đi rất nhanh, chưa đi được bao lâu thì Ngô Bình phun ra một ngụm máu. Ban nãy anh dùng hết sức bình sinh giết địch, chân khí đi vào cả những kinh mạch chưa được đả thông gây tổn hại đến các kinh mạch này. Chu Ngọc Nhan lúc này lại cười, nói, không ngờ anh lại mạnh đến vậy. Anh đâu có phải người mới, phải là cao thủ tu luyện trăm năm rồi ấy chứ. Ngô Bình, cô Chu, phải tìm được một nơi yên tĩnh, tôi muốn đột phá cảnh giới. Không có sức mạnh thì làm gì ở đây cũng khó. Chu Ngọc Nhan nghĩ ngẫm một lát rồi đáp, được, vậy chúng ta sẽ tìm nơi nghỉ chân. Họ đi thêm một đoạn thì đằng trước là một ngọn núi. Chu Ngọc Nhan bảo những người phu khiêng kiệu rời đi còn cô và Ngô Bình đi lên núi. Họ tìm được một sơn động khá sạch sẽ trên núi rồi quyết định dừng chân ở đó một lúc. Ngô Bình không có thời gian nghĩ đến những thứ khác, anh tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở để đả thông kinh mạch trên toàn cơ thể. Anh cứ tu luyện như vậy đến tận 2 ngày sau mới xong. Khi anh mở mắt ra thì thấy Chu Ngọc Nhan đang nướng một con hươu, mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Cô ấy cười hỏi, đã đói chưa? Ăn đi đã nào. Ngô Bình, đa tạ cô Chu. Chu Ngọc Nhan, cứ gọi tôi là Ngọc Nhan đi. Tôi đến đây lâu như vậy rồi mà không có người bạn nào cả. Anh là người bạn đầu tiên của tôi. Ngô Bình mỉm cười, nhận lấy miếng thịt rồi bắt đầu ăn ngon lành. Hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Bình hỏi, Ngọc Nhan, công pháp mà tu sĩ thiên ngoại thiên tu luyện có khác gì so với công pháp mà tu sĩ khuyên giới tu luyện không? Chu Ngọc Nhan, không khác gì cả, chỉ là tu luyện lại từ đầu mà thôi. Có điều tốc độ tu luyện ở thiên ngoại thiên nhanh hơn ở khuyên giới ít nhất 10 lần. Ngô Bình, sao lại có chuyện này? Chu Ngọc Nhan, tôi cũng không rõ nguyên nhân nhưng ai cũng cảm thấy như vậy. Đúng rồi, nếu muốn tu vi tăng nhanh thì cách tốt nhất là phá vỡ kỷ lục bài khảo sát ở đây. Ngô Bình, tôi cũng nghe nói mỗi người vào đây tu luyện thử đều phải vượt qua bài khảo sát. Ngô Bình, vậy cô đã tham gia bài khảo sát chưa? Chu Ngọc Nhan, tôi đã tham gia lần đầu tiên. Ngô Bình vội hỏi, vậy kết quả ra sao? Chu Ngọc Nhan khẽ thở dài đáp, kết quả cuộc thi có thể chia thành tam phẩm và cửu đẳng, tổng cộng 27 cấp độ khác nhau. Kết quả thi của tôi là nhất phẩm tam đẳng, cũng chỉ là kết quả thi bình thường. Ngô Bình, vậy mức độ xuất sắc kia là gì? Chu Ngọc Nhan, chỉ có kết quả thi thượng phẩm tam đẳng trở lên mới được gọi là xuất sắc. Đương nhiên, bên trên thượng phẩm còn có cả vương phẩm, đế phẩm, chí tôn và vô thượng. Có điều trước giờ chưa có ai đạt được 4 cấp này. Ngô Bình, xem ra cuộc thi này có yêu cầu rất cao đối với khách tu. Chu Ngọc Nhan, đúng vậy, nên tôi sớm đã bỏ cuộc rồi. Cứ sống thật tốt là được rồi. Sau đó cô ấy nhìn Ngô Bình, mỉm cười nói, nhưng anh thì khác. Có thể anh sẽ đạt được cấp thượng phẩm, thậm chí là vương phẩm. Ngô Bình, chuyện đó đâu ai biết trước được, cứ được tới đâu hay tới đó thôi. Tôi phải đẩy nhanh việc tu luyện để nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Chu Ngọc Nhan, chỉ cần đạt được xuất sắc trong lần khảo sát đầu tiên là anh có thể rời khỏi đây rồi. Ngô Bình, sau khi rời khỏi đây, tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào phải không? Chu Ngọc Nhan, đương nhiên rồi. Khi nào tới thì anh lại đi qua cánh cửa đó. Ăn xong, Ngô Bình không dừng lại mà tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, anh ở lại sơn động khổ luyện 10 ngày, cuối cùng cũng đả thông được toàn bộ kinh mạch trên cơ thể. Mà một khi toàn bộ kinh mạch được đả thông thì anh có thể tu luyện được Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Với sự hiểu biết của Ngô Bình về bản thân mình và phân tích của anh về môi trường nơi đây, anh cho rằng tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh là phương án tốt nhất hiện giờ. Tiếp đó là cảnh giới trúc cơ, anh phải tu luyện lại từ đầu. Quá trình này vô cùng gian khổ nhưng tiến triển khá nhanh. Anh chỉ cần 3 ngày là đã hoàn thành cảnh giới đầu của trúc cơ. Tiếp đó, anh tiếp tục tu luyện cảnh giới chân nhân, tu luyện chu thiên chân nhân, đả thông linh khiếu và thần khiếu trên toàn cơ thể. Lần này thì khó hơn, tu luyện suốt 7 ngày cũng không đả thông được nhiều linh khiếu. Có điều, như vậy là cơ bản đã đủ để anh ứng phó với đại đa số các cao thủ ở thế giới này. Cơ thể chân nhân của anh, cho dù đối đầu với thiên tiên thì cũng có ưu thế nhất định, địa tiên thì càng khỏi phải nói.
Ở trên núi 20 ngày không có chỗ tắm rửa, hai người đã lấm lem bùn đất. Chu Ngọc Nhan lại còn là nữ nhi, Ngô Bình thấy như vậy không hay lắm. Anh nói, Ngọc Nhan, chúng ta xuống núi đi. Chu Ngọc Nhan mấy ngày nay không khỏi kinh ngạc vì tốc độ tu luyện thần sầu của Ngô Bình. Quả thực anh đang trở nên mạnh hơn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chu Ngọc Nhan vội đáp, được, chúng ta đến thành phố gần nhất tắm rửa sửa soạn lại chút. Những ngày này Ngô Bình cũng đã làm phiền Chu Ngọc Nhan. Mỗi ngày cô ấy đều cơm nước cho anh, nếu không có cô ấy thì anh cũng không thể nào yên tâm tu luyện. Sau khi ra khỏi động, hai người họ ra đến đường lớn. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa đi qua. Ngô Bình chặn xe rồi đưa cho người đánh xe chút tiền, xin cho hai người họ đi nhờ đến thành phố gần nhất. Phụ đánh xe thông báo, 150 dặm nữa là đến thành Thanh Giang. Chu Ngọc Nhan, thành Thanh Giang có dịch quán. Huyền Bình, anh tới đó báo danh trước. Phụ đánh xe nghe xong, vẻ mặt lập tức vô cùng cung kính, hóa ra hai vị là khách tu, thất lễ rồi. Ngô Bình, vất vả cho anh rồi. Đến nơi tôi xin tặng anh 100 lượng vàng. Phụ đánh xe mừng rơn, liên tục cảm ơn anh. Đi được 50 dặm, trước mặt họ có một trạm gác. Một đám quan binh ở đó đang kiểm tra người đi đường. Trông thấy rào chắn, Chu Ngọc Nhan nói, hình như trước kia không có rào chắn trên con đường này thì phải. Người đánh xe nói, chuyện là vậy, cách đây không lâu, nhà họ Bạch đã có khá nhiều người chết, các quan binh này đều là thuộc hạ của nhà họ, vì thế họ muốn điều tra mọi người qua lại. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười lạnh nói, nhà họ Bạch vẫn đang tìm tôi đây mà. Chu Ngọc Nhan, làm sao bây giờ? Mình có đi qua nữa không? Ngô Bình hỏi, thành Bạch Ngọc cách đây bao xa? Chu Ngọc Nhan ngẩn ra hỏi, anh định làm gì? Ngô Bình, cô chẳng bảo thành Bạch Ngọc chỉ có hai địa tiên còn gì. Nói thật thì giờ tôi đối đầu với địa tiên như hổ gặp dê ấy, tát phát đảm bảo chết ngay. Chu Ngọc Nhan, anh không thể dùng trình độ của địa tiên khuyên giới để đánh giá về địa tiên ở thiên ngoại thiên được. Vì được tu luyện đại đạo hoàn chỉnh nên địa tiên của thiên ngoại thiên đều rất mạnh, hơn các địa tiên trong ấn tượng của anh nhiều. Ngô Bình, khi ở khuyên giới, đến chân tiên tôi còn giết được thì địa tiên có là gì? Chu Ngọc Nhan hít vào một hơi lạnh rồi nói, thế thì siêu quá. Ngô Bình, vì thế thay vì bị truy sát, thà tôi đến thành Bạch Ngọc luôn, để xem nhà họ Bạch này hung ác đến cỡ nào. Chu Ngọc Nhan, nếu anh muốn vậy thì cũng không cần thiết đến thành Bạch Ngọc. Vì như vậy thì họ sẽ chiếm ưu thế về địa lý, tốt nhất là phá rào chắn luôn ở đây cho người nhà họ Bạch tự mò tới. Cô ấy nhìn quanh rồi chỉ vào một khu rừng rồi nói, vào đó đi. Rừng là nơi dễ hạ các mục tiêu nhất. Ngô Bình cười nói, cô Chu có vẻ am hiểu cách ám sát quá nhỉ. Chu Ngọc Nhan cười nói, đó là điểm mạnh nhất của môn phái tôi mà. Bảo sao? Xe ngựa đi tới rào chắn, có hai người bước ra rồi trầm giọng nói, xuống kiệu để kiểm tra. Ngô Bình bước xuống rồi nói, các người muốn kiểm tra cái gì? Trông thấy dáng vẻ của Ngô Bình, mấy người đó ngẩn ra rồi sờ vào kiếm. Một người hỏi, anh là ai? Ngô Bình thờ ơ đáp, tôi chính là người đã đánh chết công tử của thành thành Bạch Ngọc. Cái gì, mấy người đó luống cuống rút vũ khí ra, sau đó tấn công Ngô Bình. Anh hừ lạnh một tiếng rồi tung vài quyền ra đánh cho họ ngã sóng xoài, sau đó gọi Chu Ngọc Nhan rồi cùng chạy lên núi. Đám người này không dám đuổi theo, mà nhanh chóng truyền tin đi xin nhà họ Bạch cử trợ thủ đến. Lên núi rồi. Chu Ngọc Nhan nói, anh Lý, anh có biết lai lịch của môn phái tôi không? Ngô Bình hỏi, có lai lịch thần kỳ gì à? Chu Ngọc Nhan gật đầu, môn phái của tôi tên là Tuyệt Tiên Môn, công pháp tu luyện là Ngụy Sát Kinh. Đây là công pháp thuộc kiểu ám sát do một chân nhân thái cổ sáng tạo ra, thuật ám sát trong đó phải nói là vô địch thiên hạ. Ngô Bình, hay đấy, thì ra vào thời chân nhân, họ đã nghiên cứu về thuật ám sát rồi. Chu Ngọc Nhan cười nói, nếu anh Lý thích thì tôi có thể dạy cho anh. Ngô Bình cười nói, được, lát người nhà họ Bạch lên núi, tôi sẽ thử uy lực của công pháp luôn. Chu Ngọc Nhan, tôi muốn truyền thụ công pháp cho anh là bởi chỉ có chân nhân mới có thể phát huy tối đa uy lực của Ngụy Sát Kinh. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, hóa ra cô biết rồi à. Chu Ngọc Nhan, tôi có mắt nhìn của sát thủ nên có gì là khó đâu. Hai người đi tới eo núi. Ngô Bình bắt vài con gà rừng để nướng ăn.
Họ mới ăn được nửa bữa thì đã NGSA thấy có tiếng bước chân dưới núi, đoán chừng phải tới cả trăm người. Ngô Bình cười nói, người nhà họ Bạch đến rồi. Chu Ngọc Nhan, chúng ta vòng ra phía sau họ rồi tấn công ngược lại lũ rốt nát ấy. Ngô Bình cười nói, được thôi. Cứ thế, anh đã cùng phục kích với Chu Ngọc Nhan để tấn công nhà họ Bạch. Chỉ hơn 15 phút là họ đã hạ được cả trăm cao thủ. Ngô Bình cũng nhân đó cảm nhận được sự đáng sợ của Ngụy Sát Kinh. Bộ pháp và thuật ẩn hình của công pháp này có yêu cầu cực cao với thể chất. Ngày trước, Chu Ngọc Nhan vất vả lắm mới miễn cưỡng luyện đến trình độ nhập môn, nhưng Ngô Bình vừa luyện đã học được thành, loáng cái đã luyện thành thạo, thậm chí anh còn cải tiến nó theo kiến thức của mình. Nhà họ Bạch đã có hơn chục cao thủ thiệt mạng, nhưng không thấy người tấn công đâu, các trưởng lão cảm thấy có gì đó sai sai. Vì thế, những người có tu vi thấp đều nhanh chóng xuống núi, ở lại chỉ toàn các cao thủ nhân tiên hoặc địa tiên. Theo họ thấy thì Ngô Bình chỉ là một người mới đến, dù anh có giỏi đến mấy thì cũng không bằng nhân tiên được, vì thế không có gì đáng lo ngại. Một người đàn ông mặc áo lam đi tới gần Ngô Bình rồi phóng thần niệm ra, nhưng lại không thể tìm thấy Chu Ngọc Nhan và anh. Cách mà hai người bọ dùng có thể trốn được thần niệm. Đột nhiên có một bóng người bay từ phía bên trái đằng sau ra. Người đàn ông áo lam hét lớn, giơ tay tấn công nhưng chỉ đánh vào không khí, ngay sau đó đã có một bàn tay đánh vào giữa lưng hắn. Hừ, lục phủ ngũ tạng của người đàn ông dập nát, hắn chết ngay tại chỗ. Hạ xong địa tiên ấy, Ngô Bình nói, đúng là thực lực rất mạnh, nhưng vẫn không chịu được một đòn của mình. To gan, đột nhiên có mấy người lao từ phía xa tới. Lần này, Ngô Bình không trốn nữa mà nhìn chằm chằm vào họ. Sau đó nhặt một thanh kiếm ở dưới đất lên rồi nói với Chu Ngọc Nhan, thật ra kiếm pháp của tôi cũng khá lắm. Chu Ngọc Nhan mỉm cười rồi bước lùi lại. Đám người kia nhanh chóng chạy lại gần, đi đầu là một địa tiên cầm đoản kiếm, ông ta nhìn thi thể dưới đất rồi tức giận nói, nhà họ Bạch tôi có thù gì với cậu mà cậu ra tay độc ác vậy hả? Ngô Bình nhìn gã rồi nói, ông là gì của nhà họ Bạch? Người đó, tôi là Bạch Nam Sinh, gia chủ của nhà họ Bạch. Ngô Bình híp mắt lại, cho người vào thôn làng tìm tôi rồi giết chết ân nhân cứu mạng tôi, tất cả chuyện này đều do ông chỉ thị đúng không? Bạch Nam Sinh, toàn bọn dân đen thấp hèn thì chết vài đứa có làm sao? Cậu là khách tu, cũng coi như có địa vị cao quý ở thiên ngoại thiên, thế mà lại vì là dân đen mà giết con trai tôi. Ngô Bình lạnh giọng nói, với tôi thì ông mới là dân đen thấp hèn, là đồ đáng chết. Vù! Dứt lời, anh phi thanh kiếm đi. Nó mang kiếm ý bức người tấn công Bạch Nam Sinh. Ông ta định né, nhưng tinh thần đã bị kiếm ý của Ngô Bình khóa chặt nên không thể cử động. Phập, thanh kiếm đâm xuyên qua mi tâm của Bạch Nam Sinh, toàn thân ông ta cứng đờ, mắt trợn ngược với vẻ khó tin. Bạch Nam Sinh chết rồi, những người khác lập tức giải tán, không một ai dám ở lại trả thù. Ngô Bình lục tìm trong người hai thi thể thì thấy có một cái nhẫn chữ đồ nên cười nói, đồ tốt. Có nó thì tiện hơn nhiều rồi. Anh mở nhẫn ra thì thấy bên trong có khá nhiều đồ, tránh lãng phí nên anh đã lục tìm hết trên người các thi thể rồi lấy hết những thứ đáng giá đi. Sau đó, anh cùng Chu Ngọc Nhan xuống núi rồi đi tới thành Thanh Giang. Thành này có khoảng triệu dân nên cũng khá lớn, vừa vào đây, Ngô Bình đã bỏ hết những thứ vừa lấy được ra, sau đó chọn những thứ không dùng đến để mang đi đổi thành vàng. Hai người kiếm chỗ trọ trước. Sau đó ăn uống nghỉ ngơi qua loa rồi hôm sau mới đến dịch quán báo danh. Tôi đến, Ngô Bình tiếp tục đả thông linh khiếu, khi tu luyện, anh phát hiện đả thông linh khiếu hoặc thần khiếu ở thiên ngoại thiên thì tinh thần và cơ thể sẽ có sự biến đổi rất lớn, hơn nữa đây đều là những sự thay đổi có lợi. Anh tu luyện một lát thì tiểu nhị mang rượu và đồ ăn vào phòng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Ngô Bình ăn như hổ đói, sau đó còn gọi tiểu nhị mang thêm đồ vào. Chu Ngọc Nhan vui vẻ cười nói, anh Lý ăn ngon thật đấy, chứng tỏ tiến độ tu luyện rất tốt. Ngô Bình, chủ yếu vì năng lượng trong những đồ ăn này quá ít nên tôi đành phải ăn nhiều thôi. Chu Ngọc Nhan, lát nữa chúng ta sẽ đi mua ít linh thạch về dùng. Ngô Bình, linh thạch ư? Ngọc Nhan, linh thạch ở đây bán thế nào? Mua bằng vàng à? Chu Ngọc Nhan, một viên linh thạch bình thường có giá 3.000. Ngô Bình, đắt phết nhỉ? Chu Ngọc Nhan, nhưng linh thạch có thể giúp anh tu luyện, còn vàng thì không.
Ngô Bình, tôi có vài chục nghìn lượng vàng thôi, thế thì cũng không mua được bao nhiêu. Chu Ngọc Nhan cười nói, đừng bảo anh tưởng linh thạch ở đây giống khuyên giới đây nhé. Ngô Bình ngẩn ra, ơ thế hóa ra khác à. Chu Ngọc Nhan, đương nhiên, linh thạch ở đây quý hơn khuyên giới nhiều, cứ đi đi rồi anh sẽ biết. Ăn uống xong, hai người chuẩn bị qua một chút rồi đến con phố sầm uất nhất của thành Thanh Giang có tên là phố Kim Thủy. Nơi họ trọ cách con phố này không xa nên chỉ vài bước là tới. Tại đây, người đông như biển, hai bên đường có đủ mọi sạp hàng, tạo thành một khung cảnh rất náo nhiệt. Họ đi hòa vào dòng người, Chu Ngọc Nhan chỉ vào một cửa hàng ở phía bên trái rồi nói, ở đó bán linh thạch, chúng ta vào xem đi. Hai người đi vào trong thì thấy ở đây không quá đông khách, cả một cửa hàng rộng vài nghìn mét vuông mà chỉ có hơn chục khách hàng. Một người đi tới rồi lịch sự hỏi, hai vị muốn mua gì ạ? Chu Ngọc Nhan, dẫn chúng tôi đi xem linh thạch. Người đó cười nói, vâng, mời hai vị đi theo tôi. Người này dẫn nhóm Ngô Bình lên tầng 2, ở đây bày đủ các loại linh thạch. Đúng như Chu Ngọc Nhan nói, linh thạch ở đây khác hẳn với linh thạch ở khuyên giới. Linh thạch ở khuyên giới chỉ to cỡ bàn tay và được hình thành từ linh khí. Nhưng linh thạch anh nhìn thấy bây giờ thì chỉ bé như ngón tay út, bên trong mỗi viên đều có một phù văn thiên nhiên, quanh phù văn có một luồng năng lượng kỳ lạ. Hiển nhiên phù văn này chỉ được sinh ra ở một nơi mà không bị khiếm khuyết thiên đạo. Ngô Bình híp mắt lại nói, bảo sao trước đó, tôi cứ thấy linh khí có gì đó là lạ, ra là nó bị sai. Chu Ngọc Nhan, linh khí do trật tự đại đạo sinh ra, nếu trật tự này bị sai sót thì đương nhiên linh khí sinh ra cũng có vấn đề. Ngô Bình vội hỏi, viên linh thạch này bao nhiêu tiền? Người kia cười nói, thưa anh, đây là linh thạch bình thường, 2.300 lượng vàng một viên ạ. Ngô Bình, tôi mua 5 viên. Người đó gật đầu, vâng, tôi sẽ đi gói lại cho anh ngay. Người đó đi tìm hộp gói linh thạch thì Ngô Bình hỏi Chu Ngọc Nhan, ở đây chỉ dùng vàng để mua bán thôi à? Chu Ngọc Nhan, thường chỉ người giàu mới dùng vàng thôi, các tu sĩ đều thích dùng linh thạch để giao dịch. Còn thứ được dùng nhiều nhất là linh thạch bình thường. Ngô Bình, lạ thế nhỉ, hai tu sĩ địa tiên bị tôi giết trước đó chẳng có ít linh thạch nào trên người cả. Chu Ngọc Nhan cười nói, tuy họ là địa tiên, nhưng lại không thể hấp thu được năng lượng trong linh thạch. Ngô Bình, tại sao? Khi vào về nhà trọ, anh thử luyện hóa linh thạch rồi hấp thu thì ắt biết. Mua linh thạch xong, Ngô Bình vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy phía đối diện có hiệu thuốc. Anh sáng mắt lên nói, Ngọc Nhan, thiên ngoại thiên có nhiều dược liệu không? Chu Ngọc Nhan, cũng khá nhiều đấy, nhưng thầy luyện đan ở đây thì ít lắm nên mọi người toàn mua dược liệu về ăn trực tiếp thôi. Ngô Bình ngạc nhiên, ăn trực tiếp ư? Chu Ngọc Nhan, không thì làm thế nào? Thầy luyện đan chỉ có ở các thế lực lớn đỉnh cấp thôi, người bình thường đến bã đan dược còn không được thấy nữa thì lấy đâu ra mà mua? Ngô Bình chớp mắt nói, chúng ta sang đó xem đi. Hai người đi vào hiệu thuốc, Ngô Bình thấy hầu hết dược liệu ở đây đều có cấp thấp, thường không dùng để luyện chế đan dược. Anh tìm mãi mới chọn được vài chục vị thuốc có thể dùng để luyện đan được. Cuối cùng khi thanh toán thì cũng không hết bao nhiêu tiền. Mua dược liệu xong, Ngô Bình còn cần lò luyện đan nên hỏi, Ngọc Nhan, ở đây có bán lò luyện đan không? Chu Ngọc Nhan lắc đầu, không, thầy luyện đan đều bị các thế lực lớn hốt hết đi rồi. Nên đương nhiên việc chế tạo lò luyện cũng là điều cơ mật nhất, người ngoài có tiền cũng không mua được đâu. Dứt lời, cô ấy hỏi Ngô Bình, anh Lý, lẽ nào anh là thầy luyện đan à? Ngô Bình, ừ. Chu Ngọc Nhan trầm mặc một lát rồi nói, tôi có một cách mở được động thiên của anh một lát đấy. Ngô Bình sáng mắt lên nói, cách gì thế? Chu Ngọc Nhan, vài không gian khá kỳ quái ở thiên ngoại thiên có môi trường khá giống khuyên giới. Vì thế nếu anh đến đó thì sẽ hồi phục thực lực, nhưng chỉ được một lát thôi, không được lâu đâu. Ngô Bình, thế là đủ để tôi lấy lò luyện đan trong động thiên ra rồi. Chu Ngọc Nhan gật đầu, ừm, hơn nữa anh chỉ có một cơ hội duy nhất nên phải nắm bắt lấy. Ngô Bình cười nói, tôi biết rồi. Mua dược liệu xong, Ngô Bình không còn nhiều tiền nữa nên chỉ đi dạo quanh rồi về quán trọ nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sang ngày hôm sau. Ngô Bình đã đến dịch quán để đăng ký. Quá trình đăng ký rất đơn giản, anh báo tên họ và lai lịch xong thì đi lĩnh quần áo và một tấm lệnh bài cùng ít tài nguyên tu hành.
Điều khiến anh bất ngờ là trong tài nguyên tu hành có 20 viên linh thạch bình thường, 3 viên linh thạch thượng đẳng và 100.000 lượng vàng cùng một chiếc nhẫn chữ đồ. Lấy đồ xong, Ngô Bình vừa ra ngoài thì đã bị Chu Ngọc Nhan kéo đi thật nhanh. Ngô Bình hỏi, Ngọc Nhan, sao thế? Chu Ngọc Nhan nói nhỏ, giờ có khá nhiều người chuyên đi giết người mới, khéo anh bị người ta nhắm vào rồi đấy. Ngô Bình tròn mắt nói, cái gì? Giết người mới ư? Chu Ngọc Nhan, chúng ta đừng ở lại đây nữa, đi thôi. Sau đó, cả hai cùng lên xe ngựa rồi rời khỏi thành Thanh Giang luôn. Người lái xe ngoài 50 tuổi nên điều khiển xe ngựa chạy rất êm. Xe chạy được hơn một tiếng rồi vào một vùng hoang vắng, phía trước không còn thấy đường nữa. Ngô Bình vén rèm ra rồi hỏi, sao thế? Người đánh xe nhảy xuống rồi chạy mất, cùng lúc đó có khoảng hơn chục người cầm kiếm lao ra từ trong rừng rồi bao vây xe ngựa. Ngô Bình hiểu ra, người đánh xe đã cố ý đưa họ đến đây. Anh thở dài nói, Ngọc Nhan, đúng như cô nói, quả nhiên tôi đã bị người ta nhắm tới. Chu Ngọc Nhan, đành liều với họ vậy. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, không sao, chỉ có một địa tiên thôi, tôi sẽ giết hắn trước. Ngô Bình xách kiếm rồi nhảy xuống xe, sau đó hét lớn, muốn chết thì cứ nhào vô, đây có một người một kiếm thôi. Một tên cướp có tu vi nhân tiên cười khẩy một tiếng rồi xách đao toàn chém Ngô Bình. Anh tiến lên một bước, một đường kiếm lóe sáng, cả cánh tay của tên kia đều rơi xuống đất, sau đó đến cái đầu của hắn. Máu tươi bắn tung tóe. Ngô Bình lùi lại vài bước rồi nói, tiếp đi. Nhóm cướp nghệt mặt ra, không ngờ kiếm thuật của Ngô Bình lại cao cường đến vậy. Một người đàn ông trung niên bước ra, đây chính là người có tu vi cao nhất trong nhóm cướp này cảnh giới địa tiên. Người đàn ông trầm giọng nói, kiếm thuật của cậu có mạnh đến mấy thì cũng là người mới thôi, nhắm đánh lại tôi không? Tôi khuyên cậu nên giao linh thạch ra đây, như thế sẽ giữ được mạng rồi rời khỏi đây. Ngô Bình cười lạnh, ông sợ nên không dám đánh với tôi chứ gì, chứ làm gì có chuyện lũ giặc cướp các người thả cho chúng tôi đi. Đúng là người đàn ông đã sợ, tốc độ xuất kiếm của Ngô Bình quá nhanh, góc độ chuẩn, ông ta thử tính thì biết mình sẽ không thể né được đường kiếm của anh. Nhưng đời nào ông ta chịu nhận nên vẫn cười khẩy nói, tôi là địa tiên mà phải sợ cậu à. Ngô Bình bất ngờ lao lên, người đàn ông sợ quá nhảy tít lên cao rồi chạy trối chết. Ngô Bình dừng lại rồi cười phá lên, thế mà còn kêu không sợ. Người đàn ông giận quá hóa thẹn rồi hô lên, các anh em, xông hết lên. Xong, không một ai nhúc nhích, mọi người đâu phải lũ ngốc, đến đại ca nhà mình còn không dám ra tay thì họ lên nộp mạng à. Người đàn ông nổi điên nói, chúng mày có nghe lệnh tao không hả? Ngô Bình, nếu giờ các người đi ngay thì tôi sẽ tha cho một con đường sống. Ngay sau đó đã có người buông vũ khí rồi quay đầu bỏ chạy, đã có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, sau đó là cả đống cùng chạy mất dép. Người đàn ông giận tím mặt rồi ngửa cổ hét to, song không ai quan tâm đến ông ta cả, cuối cùng chỉ còn mỗi ông ta ở lại. Ngô Bình cười nói, giờ chơi solo, ra tay đi. Người đàn ông nhổ nước miếng, không dám mạo hiểm nên quỳ xuống đất nói, công tử, xin tha mạng cho tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dép nộp hết đồ quý giá trên người. Ngô Bình, còn phải xem ông có nhiều đồ quý không đã. Người đàn ông, tiểu nhân có 65 viên linh thạch, 740.000 lượng vàng cùng một ít dược liệu và thần binh lợi đao. Nói rồi, ông ta giơ một chiếc nhẫn lên cho Ngô Bình, xin công tử nhận cho. Ngô Bình cầm lấy rồi mở ra xem, quả nhiên bên trong có những thứ đồ như ông ta bảo. Tâm trạng của anh tốt lên hẳn. Anh nói, đây là tiền mà ông giết người mới rồi cướp được à? Tên cướp, tiểu nhân không chỉ giết người mới, mà còn cướp của các thương khách nữa. Đây là toàn bộ của cải mà tiểu nhân tích góp suốt nhiều năm, xin công tử nhận hết lấy rồi tha mạng cho tiểu nhân. Vù! Ngô Bình còn chưa trả lời thì Chu Ngọc Nhan đã phi một thanh đao ra đâm xuyên qua mắt trái của tên cướp, giết chết ông ta tại chỗ. Thi thể của tên cướp ngã xuống, Ngô Bình cười nói, Ngọc Nhan, cô có vẻ ghét bọn cướp nhỉ? Chu Ngọc Nhan, khi tôi còn là người mới cũng từng bị chúng tấn công, may mà giữ được mạng. Ngô Bình nói, cô không ra tay thì tôi cũng không tha cho ông ta đâu. Nói rồi, anh nhìn xung quanh rồi nói, mà đây là nơi quái quỷ nào thế? Chu Ngọc Nhan, đi hết ngọn núi phía trước rồi đi thêm hơn 1.000 dặm nữa là tới nơi chúng ta cần đến.
Ngô Bình, vậy đi rồi tìm chỗ nghỉ thôi. Hai người bỏ lại xe ngựa rồi băng qua núi, tốc độ đi mà nhanh như bay. Khi qua núi rồi, họ thấy có một thôn làng ở dưới chân núi, vì thế định nghỉ ngơi một lát ở đây rồi đi tiếp. Hai người đi vào trong thôn, Chu Ngọc Nhan gõ cửa một nhà dân, trông chủ nhà khá chất phác, họ còn mang đồ ngon nhất đã tiếp đãi khách. Chu Ngọc Nhan và Ngô Bình vừa ăn được một lát thì nghe thấy tiếng gầm rú của mãnh thú ở ngoài, người đàn ông trong nhà lập tức cầm mâu đi săn rồi chạy ra ngoài. Ngô Bình hỏi, có chuyện gì thế? Người đàn ông, công tử, có mãnh thú vào làng, chúng tôi sẽ ra đối phó. Ngô Bình ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên cũng muốn góp sức, tôi đi cùng anh, nói rồi, anh cũng xách kiếm đi ra ngoài. Họ vừa ra thì đã nhìn thấy cả đàn hổ đi lại quanh thôn. Hễ thấy cửa nhà ai không chắc chắn là chúng nhào vô rồi bắt người ăn thịt. Ngô Bình thấy chúng ăn thịt người thì nổi giận, sau đó giơ kiếm chạy đến xử lý chúng. Hổ ở thiên ngoại thiên khỏe hơn hổ ở khuyên giới nhiều, con nào cũng cao trên 1m8, tiếng gầm như vang trời. Ngô Bình chạy nhanh đến tấn công, đường kiếm lóe lên, con hổ ở phía ngoài cùng vừa ngoái lại đã bị bổ đôi người rồi hét lên thảm thiết. Nghe thấy thế, lũ hổ ở trong nhà giật mình rồi chạy ra thì nhìn thấy Ngô Bình đã chém chết đồng loại của mình. Chúng gầm lên rồi bổ nhào về phía anh, Ngô Bình lách người rồi đâm thanh bảo kiếm vào bụng của một con. Có con hổ bay lên cao, nhưng khi nó đáp đất thì thấy cổ mát lạnh, cái đầu to lớn đã rơi xuống đất. Ngô Bình đã liên tục giết 3 con hổ, những con khác hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Ngô Bình hận vì chúng đã ăn thịt người nên hét lên, chạy đâu cho thoát. Anh bay lên trước như một ngôi sao rồi đáp xuống trước mặt chúng, sau đó vung kiếm. Kiếm quang lượn vòng quanh người anh rồi hóa thành các đường kiếm chém chết bầy hổ. Loáng cái, Ngô Bình đã tiêu diệt cả bầy hổ, con nào cũng chết rất thảm. Các nhà dân đều đóng chặt, chỉ có đám thợ săn ra ngoài, sau khi chiếm ngưỡng màn chém hổ đặc sắc của Ngô Bình, họ đều hoan hô rồi chạy tới tung Ngô Bình lên cao. Anh cười lớn rồi để mặc cho họ tung người mình. Sau một hồi gieo hò, có một ông lão chậm chậm bước ra rồi cảm kích nói, dũng sĩ, hôm nay mà không có dũng sĩ ra tay thì cả thôn chúng tôi chắc bị tiêu diệt cả rồi. Ngô Bình được mọi người đặt xuống đất, anh chào ông lão rồi nói, lũ hổ này thật to gan, dám đến bao vây thôn làng, chúng có lai lịch thế nào vậy ông? Ông lão thở dài nói, chúng là hổ trên núi, đều do người nuôi, chứ không phải dã thú. Ngô Bình sững người, cái gì? Vậy ai đã nuôi chúng? Ông lão, hổ chân nhân đã nuôi mấy trăm con hổ trên núi, ông ta thường xuyên thả chúng ra đi săn khắp nơi. Thú trên núi có hạn nên đã bị ăn thịt hết, bầy hổ bị đói nên mới mò xuống thôn làng ăn thịt người. Hai, trước kia có một thôn gần đây còn bị ăn thịt hết, vài trăm người mà chỉ còn một người sống sót. Ngô Bình nổi giận, thả cho hổ ăn thịt người, hổ chân nhân này thật đáng chết. Chu Ngọc Nhan đi tới nói, anh Lý, tôi có biết về hổ chân nhân. Ngô Bình, ông ta có tu vi thế nào? Chu Ngọc Nhan, nghe đâu cũng là một địa tiên thần hóa võ nghệ cao cường. Ngô Bình cười lạnh, mấy hôm tới, tôi sẽ ở lại trong thôn tu luyện, chờ tôi đột phá rồi sẽ đi gặp hổ chân nhân này. Tối đó, hàng trăm người trong thôn cùng đến tiếp đãi Ngô Bình, các cô gái chả còn hát múa trước đống lửa, người già thì mang rượu và thịt ngon nhất của nhà mình ra mời anh. Ăn no uống say xong, Ngô Bình được xếp vào ở trong một căn nhà trúc đẹp nhất thôn, căn nhà này có 3 tầng, anh tu luyện ở trên tầng chót. Đêm khuya tĩnh lặng, anh lấy một viên linh thạch ra rồi thử hấp thu năng lượng của nó. Anh cầm linh thạch bằng hai tay rồi bắt đầu tu luyện cách hấp thu, phù văn trong linh thạch lóe sáng, các nguồn năng lượng hóa thành các tia sáng rồi chui vào lòng bàn tay anh. Khi chúng xâm nhập vào kinh mạch, Ngô Bình cảm thấy có một luồng nhiệt nóng rực. Nếu không nhờ có thể chất mạnh, kinh mạch rộng và chắc thì chắc anh đã nhảy dựng lên vì đau đớn rồi. Tuy thế thì anh vẫn phải chịu một cơn đau mãnh liệt, đến khi năng lượng trong linh thạch được anh hấp thu hết thì phù văn mới tắt sáng, bấy giờ cảm giác đau đớn mới giảm đi. Linh khí vận chuyển trong người để rèn luyện kinh mạch, tinh thần và thân thể anh. Ban đầu, anh vẫn thấy đau, nhưng dần dà anh đã cảm thấy dễ chịu hơn, đó là một cảm giác kiểu như vừa đau vừa dễ chịu. Anh tiếp tục hấp thu năng lượng của viên linh thạch thứ hai, hấp thu càng nhiều thì cơn đau càng giảm, cơ thể anh cũng dần quen với linh khí hoàn chỉnh của đại đạo. Hấp thu linh khí xong, Ngô Bình tu luyện lại thiên địa huyền hoàng quyết.
anh có nền móng chân nhân, lại thêm linh thạch nên tu luyện nhanh thần tốc. Luyện khí, luyện thần, trúc cơ, nhân tiên rồi nhanh chóng lên cảnh giới nhân tiên viên mãn. Anh muốn tu luyện tiếp nhưng đã hết linh thạch, cực chẳng đã anh đành quay sang đả thông linh khiếu và thần khiếu. Hai hệ thống tu hành này thúc đẩy lẫn nhau, tu vi nhân tiên có hỗ trợ rất lớn với cảnh giới chân nhân nên Ngô Bình cũng nhanh chóng đả thông linh khiếu. Trong 3 ngày, người dân trong làng đã tiếp đãi Ngô Bình rất nhiệt tình, anh chỉ việc ăn rồi tu luyện nên nhanh chóng đả thông hết linh khiếu và thần khiếu. Chiều nay, ngoài thôn chợt vang lên tiếng hổ gầm, người dân trong thôn bắt đầu ra ám hiệu. Ngô Bình vội vã chạy ra ngoài thì thấy có tới hàng trăm con hổ ở đây. Chu Ngọc Nhan nói, anh Lý, xem ra hổ chân nhân đến báo thù đấy. Ngô Bình, đến đúng lúc lắm. Anh xách kiếm lên rồi bước ra, bầy hổ vừa trông thấy sát khí của anh thì đều vội vàng lùi lại. Một người đàn ông bước từ trong rừng ra, người này có mái tóc đen, mặc áo bào được làm từ da hổ, dáng vẻ trông rất cổ quái. Ông ta nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi trầm giọng hỏi, chính cậu đã giết hổ của bổn chân nhân đúng không? Ngô Bình, ông thả hổ ra ăn thịt người là phạm tội lớn. Giờ mau quỳ xuống xin tha thì tôi sẽ cho chết một cách thanh thản. Hổ chân nhân nổi giận, đồ danh con, xem sự lợi hại của ta đây. Ông ta điểm tay phải một cái, có một tia sét giáng xuống người Ngô Bình, đây là một loại lôi thuật nhưng cấp còn thấp. Ngô Bình đã luyện thành lôi hồn điện phách, còn nhận được truyền thừa của chủ nhân sấm sét nên tia sét này với anh chỉ như gãi ngứa. Anh Bình thản phủi quần áo rồi cười lạnh nói, có chút bản lĩnh vớ vẩn này mà dám to mồm à. Thử một kiếm của ta đây. Anh bay lên không rồi chém một đường kiếm xuống. Hổ chân nhân không ngờ Ngô Bình phản công lại nhanh như thế nên lách người bay lùi lại, song ông ta đã chậm một bước nên bị kiếm chém vào vai làm máu tươi bắn ra. Ông ta hét lên đau đớn rồi quay người bỏ chạy, nhưng đã bị Ngô Bình đạp ngã. Hổ chân nhân kinh hãi nói, xin tha mạng. Tôi có linh thạch, nhiều lắm. Ngô Bình kề kiếm lên cổ ông ta rồi hỏi, ông có nhiều linh thạch lắm hả? Hổ chân nhân gật đầu, vâng, tôi có rất nhiều linh thạch. Ngô Bình hào hứng hỏi tiếp, ông lấy đâu ra, có bao nhiêu? Hổ chân nhân, tôi nuôi hổ trên núi là vì không muốn ai lên đây, trên núi có linh mạch, bên trong có nhiều linh thạch lắm. Ngô Bình sáng mắt lên, có ai biết chuyện này không? Hổ chân nhân lắc đầu, không. Ai mà lên núi sẽ bị hổ ăn thịt hoặc bị tôi đuổi đi ngay. Ngô Bình, ông bảo vệ linh thạch của mình thì không sai, nhưng sao lại thả cho hổ ăn thịt người? Hổ chân nhân, tiểu nhân đáng chết, tại không đủ thức ăn cho bầy hổ nên đành phải làm vậy. Ngô Bình cười khẩy, đó là tội của ông, chết đi. Một đường kiếm lóe sáng chém vào cổ của hổ chân nhân, sau đó Ngô Bình xách cái đầu mang về thôn. Dân làng hân hoan gõ trống khua chiêng. Hổ chân nhân đã chết, bầy hổ sẽ không dám đến nữa. Đêm đó, cả thôn ăn mừng, Ngô Bình được các cô gái trẻ đẹp vây quanh mời rượu. Đến nửa đêm, anh gọi Chu Ngọc Nhan rồi nói, chúng ta đi thôi, chậm nữa thì mai họ sẽ giới thiệu vợ cho tôi mất. Chu Ngọc Nhan che miệng cười, đương nhiên họ sẽ thích một anh hùng như anh rồi. Hai người lặng lẽ rời khỏi thôn rồi lên núi. Núi này rất rộng, bên trong có rất nhiều hổ. Nhưng sát khí của Ngô Bình quá mãnh liệt nên chúng không dám lại gần. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì đã phát hiện vị trí của linh thạch, dưới lòng đất có một linh mạch dài mấy dặm, quanh linh mạch có rất nhiều mạch địa khí. Linh khí trong linh mạch đã ngưng kết thành linh thạch, số lượng nhiều không đếm xuể. Chu Ngọc Nhan hỏi, linh mạch ở đâu mà tôi chẳng cảm thấy gì cả. Ngô Bình cười nói, tìm linh mạch dựa vào vận may, nói rồi, anh đi tới một khoảng đất lõm xuống. Sau đó lấy bảo kiếm ra đào. Thanh bảo kiếm này có chất lượng rất tốt nên loáng cái, Ngô Bình đã đào được một cái hố sâu hơn 20 mét. Càng đào xuống dưới thì linh khí dưới hang càng dày, chất đá cũng thay đổi, do ngấm linh khí nhiều năm nên đất đá ở đây cũng có linh khí nên chúng rất cứng rắn. Cuối cùng, thanh bảo kiếm không đào được nữa, Ngô Bình phải chuyển sang dùng đao. Anh làm hỏng 4 thanh đao thì mới đào được viên linh thạch đầu tiên. Đây là linh thạch bình thường, giống viên anh từng mua. Anh giơ linh thạch lên cho Chu Ngọc Nhan nhìn rồi hỏi, cô thấy sao? Chu Ngọc Nhan sáng mắt lên nói, anh đâu có dựa vào vận may đâu. Ngô Bình cười nói, không cần biết có may hay không, nhưng linh thạch ở đây đều là của tôi hết.
anh đào tiếp thì đã tìm thấy hơn 300 viên linh thạch. Đào linh thạch rất tốn sức, chờ khi Ngô Bình đào hết lên thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Anh bò từ dưới hang lên rồi lau mồ hôi, nghỉ chút ăn gì đã. Chu Ngọc Nhan lấy đồ ăn và nước trong nhẫn chữ đồ ra rồi cả hai cùng ăn. Cô ấy cười nói, ngần này linh thạch khéo cả đời một tu sĩ cũng không thấy được. Ngô Bình, đào thêm ít nữa rồi mình tu hành ở đây luôn. Anh hỏi, Ngọc Nhan, tôi có tham gia thử luyện được không? Chu Ngọc Nhan gật đầu, được chứ, nhưng tốt nhất anh hãy đột phá lên địa tiên đã, tôi nghe nói cuộc thi này nguy hiểm lắm, các tu sĩ còn chém giết lẫn nhau. Ngô Bình, ngần này linh thạch đủ để tôi đột phá lên địa tiên rồi. Chu Ngọc Nhan cười nói, được, vậy chúng ta tu luyện luôn ở đây đến khi đột phá nhé. Ăn xong, Ngô Bình nghỉ thêm một lát rồi đào linh thạch tiếp. Linh thạch ở vị trí này được chôn khá sâu, anh đào đến tận chiều thì mới tới. Đến tôi, anh đã đào được cả nghìn viên linh thạch ở đây, trong đó còn có cả linh thạch thượng phẩm. Ở thiên ngoại thiên, linh thạch được chia thành các cấp như bình thường, thượng phẩm và cực phẩm. Linh thạch thượng phẩm khá hiếm, nhưng có giá trị gấp 20 lần linh thạch bình thường, linh thạch cực phẩm còn ít hơn nữa, thường thì trong 10.000 linh thượng phẩm mới có một viên cực phẩm. Chúng được sinh ra từ trật tự của đại đạo nên cũng chưa sức mạnh của đại đạo, vì thế không phải ai cũng có thể luyện hóa rồi hấp thu được. Ví dụ như Chu Ngọc Nhan bây giờ chỉ có thể xem thôi, vì cô ấy chưa thể hấp thu linh lực trong linh thạch được. Đào miết thành ra Ngô Bình đã đào được một không gian rất rộng, anh không lên trên nữa mà cùng Chu Ngọc Nhan tu luyện ở đây luôn. Ngô Bình tiếp tục luyện hóa linh thạch để hấp thu linh khí, có nhiều linh thạch thế này thì anh sẽ đột phá lên cảnh giới địa tiên nhanh chóng. Đến nửa đêm, quanh người anh chợt có khí tức kỳ lạ, cuối cùng anh cũng đã có lại nguyên thần. Thiên nhiên nguyên thần này của anh đã mạnh hơn trước rất nhiều, vì nó đã hấp thu đại đạo hoàn chỉnh. Ngưng luyện thành công nguyên thần nên việc tu luyện sau đó đã nhàn hẳn, đến ngày hôm sau thì Ngô Bình đã dễ dàng đột phá và khôi phục tu vi cảnh giới linh biến. Tu sĩ ở cảnh giới linh biến đã mạnh hơn hẳn, anh không cần dùng binh khí nữa mà dùng tay đào đất luôn. Loáng cái, anh đã đào được 3 cái hố rồi tìm được cả đống linh thạch. Nhờ đó mà Ngô Bình chỉ mất thêm một ngày là đào được hết toàn bộ linh thạch ở đây, số lượng lên tới cả triệu viên. Trong đó có hơn 1.000 viên thượng phẩm, nhưng chỉ có duy nhất một viên cực phẩm. Cất linh thạch đi xong, hai người lại lên đường. Sau khi khôi phục cảnh giới linh biến, Ngô Bình đã có thể độn thổ, anh đưa Chu Ngọc Nhan đến một khe núi, không gian ở đây vặn vẹo, có thể nhìn thấy có khá nhiều tu sĩ bên ngoài, người ra kẻ vào. Chu Ngọc Nhan, công tử, đây là không u cốc, không gian ở đây tương tự như khuyên giới. Các tu sĩ đến đây thường để lấy đồ mà mình cất giấu. Ngô Bình, tôi chỉ lấy lò luyện đan với ít dược liệu thôi, vậy là có thể luyện đan được rồi. Chu Ngọc Nhan cười nói, gặp được công tử đúng là vận may của Chu Ngọc Nhan, đâu phải ai ở thiên ngoại thiên cũng được kết bạn với thầy luyện đan chứ. Ngô Bình, Ngọc Nhan, cô chờ tôi ở ngoài này nhé, tôi đi rồi về ngay. Chu Ngọc Nhan, công tử vào đó rồi hãy lấy đồ luôn. Sau đó rời đi ngay nha. Ở đó có không ít tu sĩ tà môn chuyên cướp của giết người rồi đoạt đồ quý của người khác. Ngô Bình cau mày, đúng là ở đâu cũng có cướp bóc nhỉ. Ngô Bình lắc đầu rồi cất bước, anh vừa vào đây thì đã thấy trật tự thiên đạo hoàn chỉnh đã biến mất, thay vào đó là một trạng thái hệt như ở khuyên giới. Nhưng nó lại khiến anh thấy rất khó chịu, như một người sống trong môi trường trong lành đã lâu bốc hít phải hơi khói của khí thải. Nhưng tu vi của anh đã khôi phục, anh mở động thiên rồi lấy roi bách thảo, thần lò long hổ và ít dược liệu ra, tiện thể còn lấy vài thứ đồ cần dùng, sau đó cất hết chúng vào trong nhẫn chữ đồ và vòng chữ đồ, gần như đã lấp đầy không gian bên trong. Anh làm đúng như lời Chu Ngọc Nhan nói, lấy đồ xong là đi luôn. Nhưng anh mới đi được vài bước thì đã có hai tu sĩ xông ra chặn đường, một tên trong số đó cười khẩy nói, này cậu bạn, lấy được thứ gì rồi? Bỏ đây cho bọn tôi xem nào. Ngô Bình bật cười nói, được thôi, đây này, nói rồi, anh tát lên mặt hắn. Phụt, đầu tên đó nghẹo sang một bên rồi bay xa, chết ngay tại chỗ. Tên còn lại thấy thế thì sợ hãi hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình mặc kệ gã rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Anh vừa ra ngoài thì tu vi đã trở lại cảnh giới linh biến, động thiên cũng đóng chặt. Chu Ngọc Nhan hỏi, lấy được chưa?
Ngô Bình gật đầu, chúng ta đi thôi. Hai người vừa định rời đi thì thấy có mấy độn quang đáp xuống, có ba người xuất hiện, một người thanh niên trong số đó cười lạnh nói, mau giao hết đồ lấy được ra đây, không sẽ chết ngay lập tức. Nghe thấy thế, Chu Ngọc Nhan biến sắc mặt rồi nhỏ giọng nói, công tử, họ là người của Điện Long Vương. Ngô Bình tò mò hỏi, Điện Long Vương là nơi nào? Chu Ngọc Nhan thở dài, một trong năm thế lực lớn nhất ở thiên ngoại thiên, họ có chân tiên trấn thủ. Ngô Bình cười lạnh, có chân tiên thì được phép cướp của người khác à? Chu Ngọc Nhan, họ muốn thì mình cho đi, chúng ta không đánh lại họ được đâu. Ngô Bình không nhiều lời mà kéo Chu Ngọc Nhan bỏ đi, một tia chớp lóe lên. Người kia chưa nói xong đã thấy nhóm Ngô Bình bỏ đi nên tức tối nói, bắt lại. Song người này mới là địa tiên, tu vi còn kém xa Ngô Bình nên sao bắt anh được. Chờ khi họ đuổi theo thì Ngô Bình và Chu Ngọc Nhan đã đi tận đâu rồi. Vài tiếng sau, Chu Ngọc Nhan và Ngô Bình đã xuất hiện ở một thành phố có quy mô rất lớn tên là Thành Ngọc Hoàng. Đây là một tổng bốn thành chính của thiên ngoại thiên, trong thành có Ngọc Hoàng Tông một trong năm thế lực đỉnh cấp ở đây. Ngọc Hoàng Tông cũng do khách tu xây dựng và là một môn phái khá mạnh trong năm thế lực lớn. Đến đây rồi, Ngô Bình phát hiện nơi này sầm uất hơn thành Thanh Giang nhiều, người dân cũng đông hơn gấp mấy chục lần. Hơn nữa, anh có thể dễ dàng thấy các khách tu ở đây. Thành Ngọc Hoàng chính là điểm đến của Chu Ngọc Nhan, vì mục tiêu của cô ấy là gia nhập Ngọc Hoàng Tông. Đưa Chu Ngọc Nhan đến đây xong, Ngô Bình đã mua nhà trong thành. Nhà ở đây không rẻ, đã tốn của anh 50 viên linh thạch và 30.000 lượng vàng. Nếu chỉ có vàng không thì không mua được nhà ở đây. Mua nhà xong thì họ ăn ở cũng thuận tiện hơn. Cuối cùng cũng ổn định, Chu Ngọc Nhan đi tham gia khảo hạch tuyển chọn của Ngọc Hoàng Tông, còn Ngô Bình ở nhà tu luyện. Anh lấy thần lò long hổ ra rồi bỏ dược liệu đã mua vào rồi nổi lửa. Đây là lần đầu, anh luyện đan ở thế giới có thiên đạo hoàn chỉnh nên cảm thấy hơi là lạ. Luyện đan xong, anh mới phát hiện luyện đan ở đây khó hơn ở khuyên giới. Vì luyện đan ở đây liên quan đến thiên đạo, vì thế yêu cầu về tay nghề cũng cao hơn. Lò thứ nhất, Ngô Bình chỉ luyện chế nguyên khí đan đơn giản, nhưng thành phẩm chỉ là đan dược tam phẩm, đến anh cũng phải bất ngờ khi thấy kết quả kém cỏi này. Vì thế, anh tiếp tục luyện lò thứ hai, thứ ba, đến lò thứ năm thì mới cho ra đan dược nhất phẩm, nhưng còn xa mới đến cấp vương phẩm. Lúc này trời cũng đã rối, còn Chu Ngọc Nhan thì ủ rũ về nhà. Ngô Bình vội hỏi, sao rồi? Có chúng không? Chu Ngọc Nhan thở dài, tư chất của tôi thường quá nên họ không nhận. Ngô Bình cau mày, khó thế à? Chu Ngọc Nhan, thôi vậy, không gia nhập Ngọc Hoàng Tông thì tôi cũng tu luyện được mà. Ngô Bình đưa đan dược cho cô ấy rồi nói, đây là đan dược tam phẩm tôi luyện ở lò đầu tiên đấy. Chu Ngọc Nhan chấn động nói, cái gì? Đan dược tam phẩm cơ à? Anh giỏi thế. Ngô Bình ngạc nhiên, giỏi cái gì? Trước kia, tôi mà luyện ra đan dược tam phẩm thì đã ném đi ngay rồi. Chu Ngọc Nhan nhìn Ngô Bình như nhìn một con quái vật rồi nói, công tử, anh có bia ở thiên ngoại thiên, đan dược tam phẩm là rất hiếm không? Hầu hết đan dược chỉ ở cấp ngũ phẩm hoặc thậm chí là bất nhập phẩm. Các đan dược được bán trên thị trường toàn là cấp bất nhập phẩm. Dù là đan dược ngũ phẩm cũng chỉ có đệ tử của các thế lực lớn mới mua được. Ngô Bình ngẩn ra nói, gì đến mức ấy? Nói như cô thì đan dược nhất phẩm ngang với hàng hiếm à? Chu Ngọc Nhan cười nói, theo tôi biết thì chỉ có ba thầy luyện đan ở thiên ngoại thiên có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm thôi. Ngô Bình chớp mắt, vậy thì trình độ luyện đan của anh quá siêu rồi còn gì? Ngô Bình, tôi tặng cô Bình đan dược tam phẩm này đấy, ngày mai tôi muốn đến chỗ thử luyện. Đến đó đi thế nào? Chu Ngọc Nhan, có nhiều nơi thử luyện lắm, hầu hết các thành phố lớn đều có lối vào, chỉ cần nộp một viên linh thạch là xong. Ngô Bình, vậy thì Thành Ngọc Hoàng cũng có lối vào à? Ừ, nhưng tôi khuyên anh nên chờ thêm, anh hãy gia nhập Ngọc Hoàng Tông trước rồi đi thử luyện sau. Khi trở thành đệ tử của Hoàng Ngọc Tông rồi thì anh sẽ an toàn ở nơi thử luyện hơn. Hơn nữa, đệ tử của Hoàng Ngọc Tông đều thử luyện theo nhóm nên sẽ dễ hỗ trợ cho nhau. Ngô Bình, Ngọc Nhan, gia nhập Hoàng Ngọc Tông thì có lợi ích gì? Chu Ngọc Nhan cười nói, đương nhiên là tài nguyên rồi, Hoàng Ngọc Tông là một môn phái đỉnh cấp nên họ có nhiều tài nguyên lắm, chỉ cần anh có biểu hiện xuất sắc thì sẽ nhận được tài nguyên lớn.
Ngô Bình ngẫm nghĩ thì thấy đúng là mình đang rất cần tài nguyên tu hành ở đây nên nói, được, ngày mai tôi sẽ đi thử. Tối đó, anh tiếp tục tu luyện để mở thần cung và ngưng kết thần thai. Vì anh đã trùng sinh nên mọi thiếu sót trước đó đều đã được bù đắp rồi. Ngưng kết thần thái xong, Ngô Bình lấy cuốn Bất Tử Kinh ra luyện. Bất Tử Kinh cả 9 tầng, với tu vi hiện giờ thì Ngô Bình chỉ có thể tu luyện được 3 tầng đầu, tầng thứ nhất có tên là Bách Chủ Trị Thân, yêu cầu Ngô Bình phải tu luyện 100 loại chú pháp. Các chú pháp này đều giúp tăng sức mạnh cho cơ thể. Sau khi luyện đến đại thành, đao kiếm không thể làm anh bị thương, còn nếu bị thương thì càng bị thương nặng thì hồi phục xong càng khỏe hơn. Hiểu một cách đơn giản là anh càng bị đánh thì càng khỏe, nhưng 100 loại chú pháp này không hề dễ luyện một chút nào. Ví dụ như chú pháp đầu tiên, khi tu luyện rất khó tập trung tinh thần. May mà Ngô Bình có nhiều tài năng cùng nền tảng vững chắc nên chưa tới nửa tiếng, anh đã luyện xong. Tiếp đến chú pháp thứ hai, thứ ba. Tới sáng sớm ngày hôm sau thì anh đã tu luyện xong 37 chú pháp. Các chú pháp này khiến cơ thể anh đã hoàn toàn khác trước, chúng có lực phản rất mạnh với thương tích, thậm chí còn miễn dịch. Hôm nay, Ngô Bình sẽ đến Hoàng Ngọc Tông thử xem có thể được chọn làm đệ tử hay không, nếu thành công thì sau này anh sẽ có tài nguyên miễn phí để sử dụng. Có cả đống người đang xếp hàng trước cổng của Hoàng Ngọc Tông, Ngô Bình hỏi thăm mới biết phí đăng ký là 10.000 lạng vàng. Nhưng phải đến 90% số người đăng ký đều tạch, chỉ có một số ít là được chọn làm đệ tử. Ngô Bình cũng xếp hàng, sau gần 2 tiếng chờ đợi thì mới đến lượt anh. Anh vừa đi vào thì chợt có một người ở cạnh đó lao ra rồi chen lên trước mặt anh, sau đó ném ngân phiếu ra rồi nói tôi. Ngô Bình nổi giận, anh là một người rất tuân thủ quy tắc, vì thế đã tóm cổ tên đó rồi quẳng hắn sang một bên. Vèo. Tên đó bị ném xa vài trăm mét rồi ngã mạnh xuống đất, sống dở chết dở. Ném tên đó đi xong, Ngô Bình đưa ngân phiếu cho người phụ trách rồi nhận một thẻ bài, người phụ trách nói, ra sau kiểm tra. Anh cầm thẻ bài rồi đi qua một con đường, sau đó tới một đại sảnh, ở đây có một nhóm người đang xếp hàng chờ kiểm tra. Thứ dùng để kiểm tra là một cổng vòm màu vàng, người vào kiểm tra sẽ đi qua cái cổng ấy rồi được một tia sáng quét toàn thân. Sau đó đứng trước một cái gương ở bên cạnh để xem thông tin quét được. Ngô Bình nhìn một lúc thì thấy có một cái bảng gần đó có giới thiệu về bài kiểm tra này. Thì ra, cái cổng vòm kia có tên là công kiểm tra thiên bẩm. Bất kỳ ai đi qua, nó cũng có thể đánh giá được người ấy có thiên bẩm hay không. Cái cổng này chia thiên bẩm của tu sĩ thành các cấp như bất nhập phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và siêu phẩm. Hầu hết mọi người đi qua đều nhận được kết quả là bất nhập phẩm. Thi thoảng mới có một tu sĩ hạ phẩm, còn trung phẩm thì từ lúc Ngô Bình vào đây chưa thấy có ai cả. Loáng cái đã đến lượt anh cũng bước chậm chậm qua cánh cổng ấy như bao người khác. Khi anh vừa đi xuyên qua, cánh cổng đã phát sáng rất mạnh, cạnh đó còn bốc lên ngọn lửa màu tím, tu sĩ phụ trách kiểm tra này giật bắn mình rồi vội né đi. Nhưng cánh cổng chỉ bốc lên ngọn lửa vậy thôi chứ không có gì thay đổi. Tuy nhiên khi người phụ trách nhìn thấy kết quả hiển thị trên gương thì đã phải sững sờ. Vì trên đó xuất hiện hai chữ, thánh phẩm. Người đó ngẩn ngơ mất mấy giây rồi kéo Ngô Bình lại, tươi cười nói, mời đi theo tôi. Ngô Bình bị người đó lôi kéo thì thấy khó chịu, anh đi một đoạn rồi vùng tay ra hỏi, anh định dẫn tôi đi đâu? Người kia cười nói, đi gặp tông chủ. Ngô Bình tò mò nói, tôi mới kiểm tra có một vòng mà đã được gặp tông chủ rồi à? Người kia vội nói, tôi tự giới thiệu, tôi là Phạm Chí người phụ trách kiểm tra. Tông chủ có lệnh, nếu có tu sĩ cấp siêu phẩm xuất hiện thì phải dẫn đến gặp người ngay. Ngô Bình, cấp thánh phẩm ban nãy là thuộc siêu phẩm à? Phạm Chí cười nói, đúng, siêu phẩm chia thành các cấp nhỏ là ngọc phẩm, thánh phẩm và thiên phẩm. Cậu là cấp thánh phẩm, vậy là thiên tài rồi đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.